Loan năm nay đã hơn 30 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn bảo là quá lứa lỡ thì, vậy mà Loan vẫn một mình. Loan không sinh chỉ được cái ưa nhìn và nấu ăn ngon, đấy là theo nhận xét của anh em trong nhà máy. Mỗi khi chị nấu ăn, chị luôn đảm bảo rằng anh em công nhân luôn được ăn no và ngon nhất. Tính chị thì hiền lành, ai hỏi gì cũng chỉ cười rồi trả lời nhỏ nhẹ. Ai đó xin thêm đồ ăn, chị cũng vui vẻ cho thêm. Lão Hùng vừa nói, vừa nhai tóp tép miếng thịt diêm nói. Từ ngày cái con Loan về đây nấu ăn, là tao thấy sướng hơn bao nhiêu. Trước cái bà tám béo nấu ăn, món nào đỡ ấy, thì chỉ hơi nhạt. Còn lại món nào cũng mặn như là cho cả nửa lọ muối, ấy, mà thấy lúc nào cũng như đâm lê. Thằng Trương cũng gật gù. Bác nói đúng đấy, mà cái Loan nó nấu ăn ngon lại còn hiền lành. Không biết đã có mối nào chưa Tao mà không vướng mụ béo ở nhà ấy là chết với tao rồi. Nghe thằng Trương nói vậy, lực khẽ liếc mắt nhìn qua chị Loan. Thân hình đẫy đà và lụ cười hiền của chị, lấp ló sau tấm kính mờ mờ. Chị vừa múc cơm, vừa lấy tay lau vội mồ hôi. Lực thích chị Loan lắm. Từ ngày chị về đây, cái miệng của anh ăn gì cũng ngon hơn. Kể từ khi anh ăn cơm chị nấu, anh thấy mình phấn chấn kỳ lạ. Với lại anh thấy chị cũng xinh xinh, cây má hay hay đỏ, và đôi mắt hẹp cứ cười mãi khiến cho anh mê mệt. Lực lân la hỏi thăm thì biết chị Loan chưa có chồng. Anh vui như mở cờ trong bụng. Lực ấp ống hỏi xin số điện thoại của chị Loan. Bà Hồng nhìn anh nghi ngờ. Mày xin số điện thoại của nó làm cái gì? Cháu... cháu có việc thôi ạ. À? Mày mà quấy rầy nó thì đừng có trách tao đấy. Còn Loan ấy là đứa hiền lành, một thân một mình ở đây kiếm sống vất vả không phải là cái loại cho bọn con trai tụi mày bỡn cợt đâu. Thôi, có việc thì tao cho, chứ xin sảng bệnh là không có được đâu đấy. Bà Hồng nói một thôi một hồi, rồi cũng rút cái điện thoại cũ mềm của bà ra, nhèo nhèo mắt tìm số của Loan, rồi đọc lại cho lực. Anh cúi đầu cảm ơn bà, rồi chạy biến đi. Tối đến, lực làm vắt tay lên chán suy nghĩ. Anh trần chọc mãi chẳng ngủ được. Cái nhà máy mà anh đang làm có đến cả mấy trăm người, trai gái đủ cả, thế nhưng anh chưa từng thấy ai làm anh thích như chị Loan. Chào ôi, người gì đâu mà đảm đang đến thế. Anh cũng đã đôi lần thử bắt chuyện với chị khi đi lấy cơm, thế nhưng những lúc đó chị chỉ đáp lại lời anh một cách xã giao rồi lại luôn tay múc cơm, múc đồ ăn cho người khác. Thế nên hôm nay anh mới phải xin số điện thoại của chị. Nghĩ đến đây, anh lại lôi cái điện thoại cũ đã vỡ màn hình, ra ngắm ngắm nghĩa nghĩa. Anh muốn nhắn tin cho chị, thế nhưng nhắn gì bây giờ? Anh cứ nằm suy nghĩ mãi, lại đắn đo, lại cân nhắc. Cuối cùng anh đánh bạo nhắn cho chị. Lực thích loa lắm, khi nào mình đi uống cà phê nhé. Ôi chào, cái tin nhắn sao mà sỗ sàng như thế? Ai đời chưa gì đã bảo thích lắm. Nhưng đối với người cục mịch như anh, lại chỉ mới học hết lớp 8 thì anh thấy cũng tạm được rồi. Thế nhưng khi anh nhắn tin cho chị xong, anh lại ngại ngần khi đối mặt với chị. Lực lo rằng nếu chị biết người nhắn tin là anh, sẽ từ chối anh, sẽ nói anh không đàng hoàng, vì chị hơn anh một tuổi, hay là vì chị đã có người yêu. Đúng vậy, chị chưa chồng, thế nhưng nhỡ đâu chị đã có người yêu thì sao? Nghĩ thế cho đến sáng nay đến công ty, trong giờ làm, lực cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Tới giờ ăn, anh vừa đi vừa rút lề bày Lão hùng dâu phải nhắc Mày đi nhanh cái chân lên Không lát chỉ còn nước kho thôi đấy Anh ậm ừ rồi cũng nhanh chân chen vào hàng người Đang lũ lượt xếp hàng lấy đồ ăn Gần đến lượt mình Tay anh đổ mồ hôi lạnh Khay đồ ăn được múc đầy áp Anh lấn lá đứng lại dẹp sang một bên Thế nhưng chị Loan vẫn như không có gì xảy ra Vẫn tươi cười niềm lờ với mọi người Vẫn nhanh tay múc từng món ăn nóng hổi Bày trên bàn để anh em trong nhà máy thưởng thức. Bảo Mặc Anh đứng sớ sỡ kế bên. Anh ngạc nhiên, phải chăng chị chưa hề nhận được tin nhắn của anh, hay là bà Hồng đọc sai số của chị cho anh? Tối đó, anh lại lăn lộn trên cái lệm mỏng có bẩn trong phòng trọ ẩm mốc. Anh quyết tâm làm rõ chuyện này, anh cũng gửi lại cho chị một tin nhắn y chang hôm qua, và rồi anh cũng nhận lại từ chị thái độ y chang như tin nhắn đầu. Mặc anh đứng được ra một góc Loan vẫn niềm nở với những người khác Lão Trương thấy hai hôm nay Anh là lạ, lạ lên đánh tiếng hỏi Dạo này mày bị làm sao thế hả lực Tao thấy mày lấy đồ ăn xong Không lo no ăn Cứ đứng sớ sớ chỗ bếp làm cái gì Anh trổ dạ Cúi gằm mặt và vội đĩa cơm nhai ngấu nghiến Như người bị bỏ đói lâu ngày Lão hùng dâu nháy mắt Hay là mày tính cua con Loan Thế thì phải nhanh tay Mấy cái lão bên chuyện khác cũng đang ngấp nghé nó đấy. Lực không nói cũng chẳng dám thừa nhận. Lỡ đầu chị không đồng ý anh thì mấy anh em có mà treo anh chết. Thế nhưng sao anh nhắn tin mà chị chẳng trả lời anh? Tức quá, lấy hết can đảm, anh lấn lá đợi mọi người đi nghỉ trưa. Rồi nhất lúc không còn ai dưới bếp, anh mới lên na hỏi. Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Loan đang lối hối xếp lại đống bát đũa để lát rửa. Nghe anh hỏi thì ngơ ngác quay lại nhìn anh nhắn tin gì cho em à? Lực há hốc miệng, anh không biết chị nói đùa hay nói thật. Tin nhắn quan trọng thế mà chị lại không biết. Anh trả lời, thì tin nhắn rủ đi cà phê đấy. Anh nhắn cho em tới hai lần kia. Loan nhau mắt nhìn anh. Nhiều người nhắn tin rủ đi cà phê lắm. Ai biết anh nhắn lúc nào? Nghe chị nói thế, anh lại càng sốt ruột. Hóa ra có nhiều người thích chị đến thế. Lão hùng dâu nói đúng, không nhanh thì anh mất chị thật. Anh mặt đỏ tía tai, lắp bắp nói. Anh có bảo anh thích em nữa. Chị tủm tỉm cười, rửa tay rồi đứng dậy. Hóa ra tin nhắn ấy là của anh à? Em cứ tưởng người khác nhắn tin nhầm vào máy của em chứ. Mặt anh đần thối, lỡ rồi cho nên anh hỏi luôn. Vậy, vậy em nghĩ sao về anh? Loan cười nhìn anh một lượt rồi bảo. Cho em thời gian suy nghĩ nhé thời gian suy nghĩ của chị cũng không dài lắm, khoảng một tháng mà thôi. Thế nhưng trong thời gian một tháng ấy, anh như biến thành một người khác, lúc nào cũng có mặt dưới bếp để đỡ đần cho chị những bịch rau, thịt khi mà chị trở nặng. Lúc thì lại giúp chị rửa đống bát đũa to đùng, lực cười hề hề bảo. Con gái mà làm mấy cái việc này thì còn gì đã đôi tay mềm mại nữa. Anh nói vậy, thế nhưng đã được nắm tay chị bao giờ đâu. Thế nhưng vẫn đều như bắt chanh Ăn xong là anh lại hăm hở vào bếp Phụ chị rửa bát xong rồi Mới vội vã vào ca làm Thói quen này Khi đã thành vợ chồng Anh vẫn tiếp tục thực hiện Một phần vì anh quen rồi Một phần vì anh muốn giúp đỡ cho vợ của mình Những công việc lặng nhọc Đối với anh bây giờ Yêu được chị và được yêu chị đã là hạnh phúc Chị khác với người yêu cũ trước kia của anh Người yêu cũ của anh là Phương Phương không đẹp nhưng rất anh diện. Lực quen Phương trong một lần đi sinh nhật bạn. Phương bảo cô làm ở tiệm cắt tóc. Mái tóc của Phương được thay đổi liên tục. Lúc đỏ rực như mặt trời, lúc lại tím ngắt như màu hoa bằng lăng. Lực hỏi thì Phương bảo do tính chất công việc. Lực cũng ập ừ cho qua, mặc dù anh chẳng thích nổi mấy màu tóc lòe loẹ loẹt kia lắm. Phương lúc nào đi chơi với anh cũng mặc mấy cái quần đùi ngắn ngủn, rách te tua, mấy cái áo bó chít lấy người, chỉ cần khẽ đưa tay lên là lòi cả rốn. Lực nhấp mặt bảo kỳ cục quá, Phương chỉ cười cười, bảo anh sao mà nhà quê. Lực yêu Phương là thật lòng, Phương muốn gì anh cũng cố mua cho. Thế nhưng Phương lại là người thực dụng, khi Lực có tiền thì cô ngọt nhạt bảo yêu. Thế nhưng hễ cứ đến cuối tháng Lực hết tiền, là Phương dở mặt ngay. Cô trẻ môi khi Lực rủ đi uống nước mía ở bờ kè. Ai đời ăn mặc trang điểm xinh đẹp để đi uống nước mía bao giờ? Đỉnh Điểm Phương muốn lực mua cho cái xe máy đời mới, lực hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy em?" Phương đáp gọn lỏn: "120 triệu, mai mình đi mua nhá anh." Lực há hốc miệng, lương một tháng nếu tăng ca đầu đạn của anh cũng chỉ chưa có đầy 20 triệu, anh núng túng nói với cô: "Sao đắt thế em? Hay mình mua cái nào rẻ một chút, sau này có tiền rồi mình mua cái này sau." Sau này là sau này thế nào? Anh tiếc tiền với tôi đấy hả? À? Không phải, thế nhưng số tiền như vậy anh không có sẵn. Lương của anh tháng nào cũng đưa cho em hơn một nửa rồi, còn ăn uống hàng quá nữa, anh chẳng để dành được bao nhiêu. Anh kể công với tôi đấy phải không? Anh tiếc tiền thì cứ nói, thứ đàn ông vô dụng, đến cái xe tử tế cho người yêu cũng không mua được. Sống như thế thì sống làm gì? Hèn vừa thôi, chia tay mẹ đi. Lực giữ người, thế là chia tay thật. Lúc đầu lực còn buồn khổ lắm Tự trách mình vô dụng Thế nhưng đến khi gặp Phương đang ôm eo một gã đàn ông khác Trông bạm trợn Vàng đeo đỏ cả tay Thì lực mới tỉnh ra Hóa ra Phương đâu có yêu gì lực Cô ta chỉ yêu tiền của anh Đến lúc mà anh không đáp ứng được nữa Thì cô ta sẽ đá anh ngay Loan không như thế Chị giản dị hiền lành Cái áo chị mặc đã bạc màu Mái tóc đen nhánh luôn được búi gọn đằng sau đầu được nói gì chị cũng cười. Lực dù chị đi chơi, chị chỉ chọn mấy quán lề đường. Anh hỏi thì chị bảo, kiếm được tiền không dễ dàng gì. Mình tiết kiệm một chút, sau này lỡ có chuyện gì còn có mà dùng. Đến lúc này thì anh biết anh đã chọn đúng người. Loan cũng thế, chị cũng hỏi dò về anh qua những người làm chung trong nhà máy. Ai cũng chê, nói chị đừng nên lấy anh, vì anh mê game. Chị Chín nghe chị hỏi thì biểu môi. Nó làm chung chuyển với chồng chị chứ đâu Người thì lòm khòm như con cò ma Đã thế ăn rồi dám mắt vào mấy cái trò vô bổ trên máy tính Cái ngữ ấy thì tránh cho xa Cái chàng cũng vỗ vai chị Thiếu gì thằng mà phải đâm đầu vào cái lão ấy hả chị Mấy anh bên truyền khác đẹp trai cao giáo hơn Xếp hàng dài cho chị đồng ý kia kìa Chị nghe vậy chị cười Lực mê chưa game lắm Có thể ăn ngủ ngoài tiệm lép mấy ngày luôn Mỗi khi lãnh lương anh đều đổ dồn hết tiền vào trong game. Anh còn vay mượn tiền anh em trong nhà máy để dồn tiền vào cái thú vui của anh. Khi ấy, game như một thứ ma túy mà anh mãi không cách nào bỏ được. Đến khi chia tay Phương thì anh lại càng nghiện nặng hơn. Anh chơi ngày chơi đêm để quên đi người yêu cũ. Thế nhưng mù lại, anh không đánh bài, hút thuốc, ham mê ăn nhậu. Anh chỉ mê chơi game. Sau này chị hỏi anh có hối hận vì ngày đó như vậy không? Anh khẽ gật đầu thở dài. Số tiền anh đốt vào những trò chơi vô bổ ấy đã lên tới con số trăm triệu. Giá như ngày đó anh không đâm đầu vào game thì có lẽ anh đã có một số vốn cho mình. Mặc cho mọi người khuyên can, chị vẫn quyết định quen anh. Với chị, mê game không khó để thay đổi. Chị còn nói một câu mà sau này anh mới biết và càng cảm phục vợ mình hơn. Đàn ông ai chẳng có tật xấu. Không dính vào cái này thì dính cái kia. Mê game thì sau em mua máy cho về nhà chơi, không ra khỏi nhà là được rồi. Sau này khi chính thức quen nhau, chị hỏi anh. Anh nói thật em biết, anh còn lỡ anh em cho công ty bao nhiêu tiền để em trả lỡ hết cho anh. Em không muốn anh mắc lợi trong công ty vì nó làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong mắt người khác. Anh nói và chị trả lỡ thay cho anh bằng cách bán đi bộ vòng xi men 7 chiếc trên tay và sợi dây chuyền vàng. Bộ vòng và sợi dây chuyền chị đi làm mấy năm trời dành dụng được. Chị bảo chị để dành để sau này mở một quán bán đồ ăn do chị nấu. Thế nhưng giờ có việc cần hơn thì cứ dùng tạm trước đã. Nhìn cánh tay của chị trơ trụi với cái cổ trống không anh cảm động lắm. Mắt anh cay xè vì đây là lần đầu tiên có người con gái lo lắng cho anh như vậy vì vậy mà anh càng quyết tâm cưới chị làm vợ càng quyết tâm sẽ làm cho chị hạnh phúc ngày loan đồng ý nhận lời yêu lực hạnh phúc lắm cái thân hình gầy gò của anh thế mà nhấc bổng được chị lên xoay mấy vòng lực nhìn chị cười sau này em cứ dựa vào anh anh hứa sẽ thay đổi sẽ chăm sóc cho em loan nhìn anh đỏ mặt khi đã xác định quen nhau anh thay đổi hẳn anh vẫn xuống bếp phụ chị bê đồ phụ chị rửa bát có điều đến giờ về Anh sẽ lán lại chờ chị cùng về Anh nói với chị Sau này lương của anh sẽ đưa cho em Em toàn quyền chi tiêu Anh chỉ việc đi kiếm tiền Còn lo lắng trong nhà là em toàn quyền quyết định nhé Mấy anh em trong truyền biết lực và loan yêu nhau Thì cũng mừng cho lực Thằng Trương vỗ vai anh bảo Mày nhìn thấy mà khá Lo mà giữ cho chặt vào nhé Lực đỏ mặt cười cười Yêu được chị Anh rút hết tâm can anh chiều chuộng chị từng ly từng tí anh thay đổi hẳn con người không còn nhếch nhác râu tóc bờm sờm nữa anh chăm chút cho bà thân hơn lão hộp nhìn anh đúng là có tình yêu vào cái là các hẳn cơ lực gãi đầu gãi tay thì cũng phải trông được được một tí để cho cô ấy nở mày lờ mặt trước anh gớm chửa thôi cố gắng làm ăn tặng còn cưới vợ lực gật đầu anh cũng đã bỏ hẳn game để chị yên lòng tình yêu của anh chị cứ thế dần lên khi đã quen nhau lâu hơn anh đánh tiếng bảo về quê chị chơi để ra mắt bố mẹ chị luôn chị ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu dù sao chị cũng chẳng còn trẻ nữa mà cả hai cũng đã xác định đến với nhau ngay từ đầu lực chờ chị về quê trên con xe máy cà tàng qua không biết bao nhiêu con đường bao nhiêu cánh đồng thế mà anh chẳng thấy mệt chỉ thấy sao mà đường ngắn quá anh vừa đi vừa nhầm nhầm mấy câu chào hỏi là thằng Trương đã chỉ cho hôm qua mới nhầm được mấy lần đã nghe chị bảo sắp tới rồi. Đoan bảo anh dừng xe cho một xóm nhỏ rồi cười bảo nhà em ở đây này, anh quẹo vào đi. Khi anh được chị chỉ cho căn nhà cấp 4 kể bên một căn nhà 3 tầng lầu anh bột miệng đây là nhà em hả? Nói thật anh chẳng nghĩ đó là nhà vì trước cửa nhà chị mẹ của chị còn xếp một chồng củi bà đi nhặt quanh xóm về nên anh cứ nghĩ đó là chỗ để củi mà thôi nên khi nghe anh nói vậy chị tưởng anh khinh nhà chị nghèo chị nói anh khinh nhà em nghèo như cái ổ chùa chứ gì rồi chị khóc anh bối bố rối dỗ dành mãi thực lòng anh không nghĩ nhà chị lại nghèo đến vậy thế nhưng khi biết hoàn cảnh của chị thì anh lại càng thương chị hơn bố mẹ chị có hai mặt con chị là con đầu bố mẹ chị cũng đã già cả rồi lại thêm trong người nhiều bệnh thương bố mẹ vất vả, chị nghỉ học từ năm lớp 10, ra ngoài kiếm tiền đuôi em trai ăn học. Cũng vì lẽ đó mà đến giờ chị vẫn chưa lấy chồng. Bây giờ em trai chị đã có công việc, có thể tự do lo cho nó và nuôi bố mẹ rồi, thì chị mới có ý định kiếm một tấm chồng để xây dựng một tổ ấm. Lực sóc lại cái ba lô đằng trước xe, rồi mếm môi chạy thẳng vào nhà Loan. Loan gọi hai ba tiếng thì nghe có tiếng đáp lại rồi một cụ ông tóc đã điểm màu hoa dăm bước ra. Loan bảo đó là bố của chị. Lục vội cúi chào. Ông cụ nhìn Lục một lượt. lực không dám thở mạnh, cố gắng đứng thẳng lưng. Cái áo sơ mi màu xanh than hơi nhầu, được sâu viên vụng về trong cái quần jean bạc phách. Đôi dép cao su đã mòn vẹt. Đế cứ mỗi bước đi kêu lệch bạch đến là tức cười. Có lẽ trên người lực có mỗi cái đồng hồ màu vàng sáng loáng, mượn của lão hùng dâu là đáng giá nhất. Thế nhưng lão cũng đã chết bất kim phút Cái kim phút cứ giật giật liên hồi Như người bị động kinh Lực cứ đứng như thế mãi Đến khi ông cụ gật đầu một cái Rồi quay người đi vào trong Mới dám thở mạnh Loan cười khúc khích bảo Bố mẹ em dễ tính lắm Anh không cần phải căng thẳng quá đâu Lực lau mấy sập mồ hôi trên trán Rồi khệ lệ khiêng đồ vào nhà Bố mẹ của Loan có vẻ ưng ý lực lắm Khi thấy anh lăn vào lấu lướng Rồi dọn dẹp Phụ Loan, với lại quê của anh cũng gần quê chị, nên ông bà lại càng yên tâm. Trên bàn ăn, mẹ chị kể lúc trước khi quen anh, chị cũng có người yêu, nghe nói làm trưởng phòng gì đó, và người ấy cũng yêu chị lắm. Thế nhưng mỗi tội, anh người yêu ấy ở tít ngoài Hà Nội kia, chỉ thăm chị mỗi khi vào Sài Gòn công tác, còn lại toàn liên lạc qua điện thoại. Khi ấy bố mẹ chị lo sốt vó, sợ con gái lấy chồng xong là phải ra Hà Nội làm dâu. Cuối cùng chị và anh chia tay. Thế lên khi thấy Lực yêu chị, bố chị ưng bụng khuyên bảo chị. Thằng Lực ý thì nhìn hình thức bên ngoài không tới nỗi nào, lại chăm chỉ đỡ đần vợ. Con lấy đó, bố thấy tốt cho con và cho cả nó nữa. Thế là buổi ra mắt của anh thành công tốt đẹp. Anh mừng lắm. Yêu nhau được khoảng 6 tháng, anh cũng về nhà chị thường xuyên hơn, sinh hoạt thường hơn, kể cả ngủ ở lại trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Bác ruột của chị cho chiếc chõng tre cây sát ở tường để anh ngủ. Bố mẹ chị cũng dần xem anh như ngồi trong nhà. Rồi anh cũng đưa chị về ra mắt gia đình của mình. Lực tự tin lắm, người con gái anh đã chọn chẳng có điểm gì để chê cả. Chắc chắn bố mẹ anh sẽ hài lòng. Trong căn nhà khang trang được lát gạch bát mẻ, Loan ngồi rụt rè trên chiếc ghế gỗ lớn được kê giữa nhà. Chị đặt một giỏ hoa quả lên bàn rồi nhỏ nhẹ nói. Dạ, ngày đầu ra mắt, cháu có chút quà gửi hai bác. Lực ngồi bên cạnh cười tiếp mắt. Bố mẹ có thấy hoa quả tươi không? Loan đã phải đi chợ từ sớm để lựa đấy. Bà tám mẹ của Lực nhìn giỏ hoa quả rồi lườm con trai. Cha bố anh, không cần phải kể thêm vào thế đâu. Nói đoạn bà hỏi Loan. Thế cháu là làm cùng với công ty thằng Lực nhà bác? Dạ cháu ở bên nhà bếp ạ. À? Thế lương lậu có ổn chứ cháu? Dạ cũng tạm tạm ạ lực nghe bà tám hỏi về chuyện tiền bạc thì bộ chen vào mẹ hay nhở con gái cần gì kiếm nhiều tiền sau có chồng nuôi bà tám trẻ môi gớm đời không có tiền thì bốc đất mà ăn đàn bà con gái mà cứ trông vào đồng lương của chồng thì chỉ có vứt đi thôi mà tao hỏi chứ tao đã làm gì đâu mà mày cứ hoảng lên thế nói xong bà lại quay lại tiếp tục màn xét hỏi của mình thế nhà có mấy anh chị em bố mẹ làm gì dạ nhà cháu có hai chị em cháu là con đầu bố mẹ thì cũng đã giải yếu rồi nên chỉ làm lặt vặt trong nhà thôi ạ à. à thế là phải chờ con cái lui vẻ không giọng điệu của bà tám làm cho loan thấy hơi khó chịu chị khẽ cúi mặt xuống ông tám nãy giờ ngồi cạnh vợ không nói gì bây giờ mới lên tiếng con cái gì phải nuôi bố mẹ lúc già cả chứ sao bà này nói cái chuyện lạ đời thật đấy bà tám ngoa nguyết lườm chồng rồi sẵn giọng con nuôi thì được chứ đừng có mà bắt rể nuôi bà nghe nói cái loan hơn tuổi thằng lực hay sao ấy nhỉ lực nghe đến đây thì có chút chột dạ anh vội đáp qua loa hơn có một tuổi chứ có nhiêu đâu mà thôi mẹ hỏi gì mà cứ hỏi như hỏi cung ấy thế này thì có mà dọa con dâu tương lai chạy mất dép bà tám nghe nói loan hơn lực một tuổi thì có chút không vui thế nhưng bà không nói gì chỉ đứng dậy thở dài rồi nói loan và giúp bác làm cơm lát còn ăn đi cháu loan dạ vâng rồi liếu díu đứng dậy còn lực thì nhìn bố cười nói bạn gái con mà nấu ăn ý thì chỉ có mà số một thôi dị chứ nấu ăn thì loan luôn là số một trong lòng anh cũng vì mê tài nấu ăn của chị mà anh mới quyết cưa đổ loan hay sao loan hiểu trong bếp một lúc thì cơm khanh cũng đã xong ông tám nếm thử một miếng rồi gật gù khen ngon còn bà tám thì chỉ im lặng ăn chứ không nói câu nào ăn xong loan lại lọc cọc dọn dẹp một mình bà tám lôi lực vào một góc nhỏ nói mẹ nói thật chứ mày chỉ lên làm bạn thôi con ạ à. đám này không được đâu lực nghe mẹ nói thế thì cau mày khó chịu không được là không được thế nào mẹ còn không hài lòng ở chỗ nào nữa ừ thì nó cũng ngoan lại đảm đang thế nhưng mà không được nhà nó nghèo quá mày lấy về phải lui cả nhà nó à ngu thế với lại ông bà ta nói rồi. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một, chứ có đâu mà gái hơn một thế này thì sao mà cưới được, lấy về có mà hạn chết đấy. Mẹ nói cái gì đấy, mẹ cổ hủ nó vừa thôi, con cứ đổ về là để ra mắt chứ không phải để xin phép mẹ đâu. Con có cái quái gì đâu mà đòi hỏi vợ mình phải lầy kia hoàn hảo, chuyện này cứ quyết thế đi mẹ, mẹ đừng có bàn ra nữa nói xong anh bỏ xuống lối hối rửa bát cùng với loan bà tám thấy con trai không nghe lời thì tức lắm anh bảo chị về công ty trước còn anh thì ở lại nhà mấy hôm để bàn chuyện cưới hỏi chị đi rồi bà tám mặt nặng mày nhẹ nói với lực không có cưới xin gì cả mẹ nói mà mày không để vào đầu hả con một ý là mày chọn nó hai là mày chọn mẹ anh vùng vàng nói không lấy loan ý thì con không lấy ai nữa đâu con ở vầy cho mẹ vừa lòng Mày giỏi thế thì mày cứ đi mà lấy nó Để tao chết cho mày vừa lòng Nói xong bà Tám ngồi phịch ra sân Tay bà đấm thùm thuộc vào ngực Vừa đấm bà vừa gào khóc thảm thiết Ông Tám vội chạy đến Đỡ lấy tay bà Thôi thôi tôi xin bà Có gì từ từ nói cho con nó hiểu Chứ bà làm thế này Hàng xóm người ta cười cho Tôi chết cho nó vừa lòng chứ sống làm gì nữa Ông bỏ tay ra lực đứng lặng nhìn mẹ mình gào khóc anh nghĩ răng bỏ lên phòng lực cũng đã gần 30 thế nhưng ngay cả cái chuyện muốn lấy ai anh cũng không được tự mình quyết định anh nhớ lại những gì mà chị đã hy sinh cho mình lực cảm thấy mình vô dụng lắm anh mở điện thoại đọc tin nhắn mà loan đã gửi cho anh em về đến nhà rồi anh bàn bạc bà với bố mẹ đến đâu rồi không cần phải vội đâu từ từ cũng được anh ạ à. loan là một cô gái từng trải có lẽ chị cũng đoán được mình không được mẹ của Lực chào đón lắm. Lực lắm chặt điện thoại, thở dài rồi trả lời. Anh biết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mấy ngày tiếp theo bà Tám vẫn như vậy. Cứ thấy Lực là bà lại hết sổ ngọt, lại lăn ra ăn vạ, bắt anh phải bỏ loan. Bà Tám có tiền sử bị cao huyết áp, để bà cứ lấy đó làm cái cớ để ép uổng con trai. Lực nhìn bà rồi bảo, mẹ muốn làm gì thì làm. Bà Tám tưởng Lực đã chịu nhún nhường, nên mở cờ trong bộ, Bà đứng dậy vùi vùi quần áo mấy cái rồi làm bầm. Trứng mà đòi trọi đá ở con. Sáng hôm sau, lực dậy sớm. Bà Tám thấy con trai đi xuống thì vội kéo lại nói. Rửa soạn đi, mẹ dẫn qua làng bên xem mắt con thư con ông Năm. Con bé mới đi học trên thành phố về, xinh đáo để. Lực không đáp, anh đã quá quen với việc bà thường xuyên đi mai mối anh với người này người kia. Anh lầm nỗi đi ra cổng rồi đi một mạch đến quán lét ở giữa làng có lẽ chỉ có chơi game mới khiến cho anh quên đi cảm giác khổ sở lúc này. lực chơi từ ngày này qua ngày khác, mặc cho ông bà tám và bà tám cuống cuồng đi tìm, hết năn nỉ đến dọa lạt, thế nhưng anh vẫn không quan tâm. lực như trở về cách đây mấy năm trước, ngày mà anh còn mê game đến quên ăn quên ngủ, bỏ cả học hành. đói thì anh ăn mì tôm, mệt thì chớp mắt một lát rồi lại dậy chơi. chỉ mới mấy ngày mà trong lực đã già đi mấy tuổi dầu dìa xồm xoàm, tóc tai thì lòa xòa. Ông Tám ngồi trên bậc thềm nhìn ra vườn, còn bà Tám thì khổ sở lau nước mắt. Ông gắt, cũng tại bà chứ ai mà còn khóc, khó khăn nắm nó mới bỏ được cái quán lét, bà lại làm loạn cả lên làm gì. Hơn tuổi thì sao, nhà nghèo thì sao, chúng nó lấy nhau tự khóc biết tính toán, bà cứ phải làm mình làm bảy lên làm gì. Giờ thì hay rồi, con bà giờ người không ra người, ngậm không ra ngậm, thử hỏi ai mà thèm lấy nó bà tám lắc lên thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó chứ tôi có phải là cho tôi đâu bà tốt cho nó quá nhỉ giờ bà muốn làm gì thì làm muốn nó chết dục với mấy cái trò điện tử đó hay sao thì mặc kệ bà bà tám sợ hãi nghĩ lại ngày trước lực đã đốt không biết bao nhiêu tiền vào game cũng vì game mà anh bỏ học sớm giờ chỉ có thể làm công nhân trong nhà máy giờ vì nó mà tương lai của anh tăm tối thì bà làm sao ngừng mặt được với ai nữa bà run run hỏi ông giờ phải làm sao hả ông nó mà nghiện lại thì tôi chết mất sao nữa cho chúng nó cưới nhau đi chứ sao nhưng mà bà còn ngồi đó mà trần chừ thì con gái người ta đã đi lấy người khác rồi đấy bà tám đành xuống nước cho lực cưới loan tuy trong lòng bà cũng không được vui vẻ lắm thế nhưng chỉ có chị mới có thể trị được tính ham mê chơi game của anh lực nghe mẹ bảo cho anh cưới loan thì mới chịu đứng dậy ra về lực lên công ty thông báo cho loan ngày bố mẹ anh tới đặt lễ chị về nhà cùng với gia đình chuẩn bị vì nhà nhỏ nên khi nghe tin gia đình anh xuống bác ruột của chị ở cách nhà chị liền ngỏ ý muốn cho mượn nhà mình làm nơi tổ chức dẫu gì nhà bác chị cũng rộng rãi và to lớn đẹp hơn thế nhưng khi nghe chị nói với anh ý định của bác như vậy anh gà phát đi ý tưởng ấy. Nhà của chị nhỏ thì làm trong nhà nhỏ chứ không cần phải ở chỗ to đẹp làm gì. Anh yêu chị chứ có phải là yêu nhà chị đâu mà cần to với nhỏ. Nghe anh nói thế chị cũng đồng ý. Thế nhưng chị vẫn lan tăn chỗ mẹ anh. Có khi nào thấy nhà chị xong bà lại đổi ý không? Trong căn nhà cấp 4 sập dệ nhà trai ngồi chen chúc nhau trên những chiếc ghế nhựa. Bà Tám đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn ông bà thông ra Bà khẽ thở dài Ông Tám vội đưa mắt nghiêm nghị nhìn vợ Bà Tám biết ý Vội lở một lụ cười gượng gạo với bên đảng gái Bàn bạc ngày cưới xin xong Thì nhà gái cũng xin phép ra về Trên xe bà bảo ông Có được không hả ông Ông gắt với bà Đã định ngày cưới xin xong cả rồi Không được cũng phải được Bà đừng có mà bàn đi bàn lại nữa Bà thở dài Quay đầu nhìn các nhà cấp 4 sập sệ Quất dần sau tầm mắt tin lực cưới loan gây chấn động cả công ty đến nỗi khi nghe anh nói vợ anh là chị anh em ai cũng chạy xuống nhà bếp hỏi chị chị cười trả lời e thẹn lão hùng mỗi khi đi ăn lại buông mấy câu bông đùa thằng lực đúng là có phúc mấy đời mới có được vợ khéo thế này trả bù cho cái mụ vợ ở nhà của anh bà ấy á thì có mà thét ra lửa mọi người nghe vậy thì cười phá lên loan cười hiền hai má đỏ ửng ngại ngùng Đám cưới giản dị được diễn ra sau đó ít lâu. Ngày thấy chị trong bộ váy cưới, Được đã thề cả đời này sẽ chăm lo cho chị. Bố mẹ chị rưng rưng nước mắt ngày tiến đứa con gái về nhà chồng. Trong không khí hạnh phúc đó, chỉ có mỗi bà tám là thấy khó chịu trong lòng. Cưới nhau xong, chị trở thành một thành viên trong gia đình anh. Khỏi phải nói, vợ chồng son quấn quýt với nhau thế nào. Chị với anh ở nhà một tuần rồi mới phải đi làm. Mấy ngày đầu mẹ chồng còn xét lét chị từng chuyện bé tí. Anh bênh chị thì bà lại càng ghét. Thế nhưng chỉ mấy ngày ở nhà chồng mà chị khéo léo, nấu nướng dọn dẹp trong nhà gọn gàng sạch sẽ. Bà Tám thấy thế cũng lấy làm ưng bụng. Thôi thì được cái này thì mất cái kia. Chỉ mỗi tội vợ chồng anh không ưa nổi cô hàng xóm, cũng là vợ của em họ anh. Cái thái độ khinh người ấy khiến chị nhớ mãi tới tận bây giờ. Cô ta hỏi thăm chị làm lương tháng bao nhiêu, sau khi nghe chị trả lời liền cảm thán một câu làm chị ngỡ ngàng lương ít thế trả bằng em mua một cái túi sách chị ấm ức về kể với anh anh ôm vợ vào lòng thụ thể sau này em đừng có nói chuyện với nó làm gì cho thêm bực nói thế thế nhưng anh tự hứa với lòng sau này nhất định phải cho chị những thứ tốt nhất anh ham có con và rất yêu em bé hai vợ chồng anh đã thả cửa mãi mà chẳng thấy có tim vui gì thấy chị lo lắng anh an ủi chị bảo chị con cái là của trời cho có muốn cũng không được thế nhưng chắc chị cũng hiểu việc khao khát có con của anh chị nhìn thấy anh dùng hình con của em họ mình làm hình nền điện thoại cảm nhận được sự thất vọng của anh mỗi khi chị đến ngày dâu bà tám cũng có phần sốt ruột bởi vợ chồng chị cũng có trẻ chung đôi mươi gì mà kế hoạch như người ta mỗi lần vợ chồng anh chị về thăm nhà bà lại nói bóng gió chuyện chị mãi chưa có tin vui, có lần bà còn thắp nhang khấn tổ tiên rồi cố ý nói to cho chị nghe. Cầu ông bà phù hộ cho gia đình con sớm có người nối dõi, con có bệnh hệ gì cũng yên lòng mà nhắm mắt. Bà cũng nói với ông tám vẻ buồn khổ. Sợ rằng ấy, tôi với ông không sống được đến ngày được bế cháu mất thôi. Ông nghe vậy thì gàn bà, mới có gần 50 tuổi mà bà cứ làm như sắp trăm tuổi không bằng, chúng nó còn trẻ hẵng có từ từ. Bà chỉ thở dài thườn thượt. Chị nghe hết, thế nên chị âm thầm đi khám. Lúc nhận kết quả trên tay, chị đã khóc nức nở. Chị bị vô sinh thứ phát. Bác sĩ động viên và giải thích cho chị biết, vô sinh thứ phát không có nghĩa là không chữa trị được. Chỉ cần phẫu thuật lộ soi là có thể có con tự nhiên. Chị về nói lại với anh. Anh quyết định giấu bố mẹ chuyện này vay mượn rồi khăn gói đưa chị lên bệnh viện tỉnh chữa bệnh cho chị. Khi chị từ phòng mổ chuyển về phòng hồi sức, nhìn chị tái mét, môi khô nứt, mười cắm đầy dây chuyền nước, anh thương chị vô cùng. Chị chịu tất cả đau đớn này để tìm cho anh và chị một thiên thần, thế nhưng thiên thần ấy giờ nơi đau. Khi chị khỏe lại, vợ chồng anh ham hở tiếp tục quá trình kiếm con. Từ lúc đó, chị chăm đi chùa hẳn, cứ chùa nào chị được các chị em trong công ty mách rằng đinh thương vì đường con cái là chị lại khăn gói đi. Chị thành tâm cầu mong được ban cho một một con. Anh nhìn chị không khỏi xót xa trong lòng. Có đôi lần anh bảo chị, em đừng có lo nghĩ nhiều quá, nếu không được thì mình nhận con nuôi, con nào chả là con, miễn là mình yêu thương nó và nó cũng yêu thương mình là được. Chị biết anh nói vậy cho chị yên lòng, chưa đời nào mẹ anh lại đồng ý chuyện con nuôi. Thả cửa cũng được một năm sau vẫn chưa có gì Chị bàn với anh làm thụ tinh nhân tạo Nỗi khao khát làm mẹ của chị Làm cha của anh thôi thúc trong lòng Anh đồng ý Hai vợ chồng dốc sạch vốn tiếng tiết kiệm được Rồi lại cùng nhau khăn gói đi tìm bác sĩ giỏi Sau bao nhiêu ngày kiên trì và cố gắng Vợ chồng chị hồi hộp chờ bác sĩ thông báo kết quả Ngày đi kiểm tra kết quả sau khi chuyển phôi Chị và anh vỡ hòa khi bác sĩ cho hay Chị đã đậu thai thế nhưng thai yếu cần phải tĩnh dưỡng anh chở chị về nhà chạy thật chậm với tốc độ của rùa chỉ sợ xe giằng sóc làm rơi mất con mình chị ngồi sau anh chân khép chặt với hy vọng mà móng nhỏ nhoi cho bộ mình an toàn bà tám nghe tin con dâu có thai thì mừng lắm bà một hai đòi đưa chị về nhà để tiện dưỡng thai bà nói với anh con đầu cháu sớm phải cẩn thận kiêng khem đầy đủ thì mới tốt con ạ à. anh hỏi ý chị thế nào để không vật lỏng mẹ chồng chị đành đồng ý anh đành thuê taxi chở chị về tận nhà bà tám vui vẻ ra đón con dâu thế nhưng khi thấy chị đi taxi về thì bà thay đổi hẳn thái độ bà nói bóng gió bầu có một tí mà phải đi cả taxi cơ đấy chưa giàu đã lấy làm sang lực định cãi lại lời bà thì chị đã níu tay anh ra hiệu Chị không muốn bà biết chuyện hai vợ chồng phải đi thụ tinh nhân tạo mới có con. Ở nhà với vợ được mấy hôm, anh phải quay lại công ty để đi làm. Chị cũng xin nghỉ phép mấy tháng, đợi thay làm tổ ổn định gì mới quay lại công việc. Mấy ngày đầu bà Tám chăm chị rất cẩn thận, bà không cho chị động vào việc gì. Đến giờ thì gọi chị dậy ăn cơm. Thế nhưng được hơn một tuần, thấy con dâu chỉ ăn rồi nằm trên giường, bà thấy ngứa mắt lắm. Buổi trưa bà bưng lên một mâm đồ ăn cho chị, giọng khó chịu. Ăn nhanh, tôi còn dọn dẹp. Chị nhìn mâm cơm chỉ đọc mỗi bát canh rau và mấy miếng thịt mỡ kho mặt chát mà thấy nghẹn nghẹn cổ học. Thấy chị không nói gì, bà tám sẵn dọc. Không vừa ý cái gì thì nói, để tôi còn biết, chứ không lại mách với thằng Lực là mẹ chồng ác. Chị gắn răng đáp lý nhí, dạ không ạ. À? Nghe vậy bà mới đi ra, miệng lầm bẩm Muốn ăn ngon thì tự đi chợ mà nấu, ngồi một chỗ chờ hầu thì chỉ có thế thôi. Đã một tuần nay, bà chỉ nấu cho chị mỗi canh rau nhạt cùng với vài miếng thịt mỡ kho mặn, không thì khúc cá cũng kho mặn. Ông Tám hỏi thì bà chỉ đáp, bà bầu không ăn uống kiêng khem, sau này có chuyện gì thì đừng có đổ tại tôi. Ông Tám nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa, bởi ông cũng chẳng biết mang bầu thì phải ăn sao cho đúng. Ông chỉ thấy ăn thế, thì lấy đâu ra sức mà nuôi con trong bụng. Sáng hôm ấy, mới sáng sớm tinh mơ, chị đã giật mình vì nghe tiếng người cười nói trò chuyện ở sân sau. Tiếng mẹ chồng chị than thở. Ôi dạo, nó bầu mà tôi ngỡ đâu bị liệt không đó. Ăn ngồi chỉ là một chỗ, chở tôi cơm nước rồi dậy ăn thôi. Đến cái nhà tôi cũng phải quét là bà biết rồi đấy. Không biết tôi cưới con dâu về hay là cưới mẹ chồng về nữa. Bà hàng xóm cạnh nhà cười trừ. Con gái dạo này đứa nào chào vậy? Được chiều thành quen mà đợt mới cưới tôi thấy nó cũng chăm chỉ lắm mà. Ôi dào, dần dần ý mới lòi cái mặt ra chứ bà. Chị nằm trong phòng, nước mắt khẽ lan dài. Chị đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên bụng. Chiều hôm đó bà Tám vừa nấu cơm, vừa nói bóng gió. Đầu tắt mặt tối cả ngày, quần áo ngoài dây phơi cho rồi, cũng phải lọ mọ đưa vào rồi dâng tận nơi cho mặc. Đông nào không biết bao giờ mới hết khổ. Chị nghe vậy, đành gió rén ngồi dậy, đi ra sân thu quần áo vào. Quần áo bà Tám để tận mấy ngày mới cho vào máy giặt một lần, cho lên nhiều lắm. Bà bảo thế cho tiết kiệm nước. Chị đi hai lần mà vẫn chưa lấy hết. Bà Tám ngó ra thấy chị đi chậm chậm thì nguyết dài. Cơm, làm như tiểu thư công chúa không bằng. Đi gión rén thấy mà chướng mắt. Bà nói xong thì quay vào chờ mặt con cá đang rán trên chảo. Chỉ nghe tiếng chị hét lên đau đớn. Bà vội chạy ra, thấy chị ngồi bề xuống sân tay ôm bụng, còn quần áo vương khắp nơi. Hóa ra lúc lấy đồ chị không dám với tay cao, nên chỉ đứng dưới dẹp quần áo xuống. Ai ngờ đâu cái áo bị mắc vào đinh, bị dẹp bị quá đà cho nên ngã ra sân. Thấy chị đau đớn như vậy, bà Tám cũng hốt hoảng chạy tới. Sao mà đoảng thế hả trời? Thế nhưng mặt bà bỗng tái lại, khi thấy chị bị chảy máu, môi bà run lên. Sao thế này? Ngã có một tí mà làm sao thế này? Người ta đưa chị vào trạm xá, Bác sĩ lắc đầu bảo thai chưa ổn định Lại bị ngã cho nên không giữ được Chị khóc Khóc cả nước mắt cho sinh linh bé nhỏ Chưa kịp thành hình hài Lộc biết tin vợ bị xảy thai Thì vội chạy về Nhìn chị mệt mỏi nằm trên giường Khuôn mặt xanh xao hốc hác Anh xót xa vô cùng Anh chạy ra hỏi mẹ Chuyện này là sao hả mẹ Tần trước vẫn ổn cơ mà Bà tá mắt đỏ hoe Thì nó bị ngã có một tí Sao mà lại dễ xảy thế không biết nữa nhưng cô ấy đi đâu mà bị ngã Nó đi giúp quần áo khô vào Mẹ có bắt nó làm gì đâu Có mỗi việc đó thôi sao mà đoàn quá Lực đau đớn ôm đầu kêu lên Trời ơi là trời Bác sĩ dặn cô ấy phải làm yên Cho đến khi thai vào ổ an toàn cơ mà Sao mẹ lại bắt cô ấy đi lấy quần áo Mẹ có biết hai vợ chồng con Đã phải khó khăn lắm mới có được con không hả mẹ Bà Tám ngơ ngác nhìn con Quả thật bà biết vợ chồng nó cưới nhau gần 2 năm mới có bầu. Thế nhưng bà không biết cái thai là phải đi thụ tinh nhân tạo mới có được. Bà nhìn con trai rồi lại nhìn chồng, nước mắt bà lan dài. Là sao hả con? Đứa bé là vợ chồng con phải thụ tinh nhân tạo mới có được đấy, mẹ có biết không? Vợ con đã phải vất vả lắm mới mang được thai. Mẹ ơi là mẹ! Bây giờ bà mới bàng hoàng nhận ra tại sao một đứa chăm chỉ như Loan lại chỉ làm yên trên giường suốt cả tuần lễ tại sao chị đi đứng cứ phải khốm nốm chậm rãi bà rôn dày nhìn lực mẹ mẹ không biết sao không nói với mẹ lực không nói gì nữa anh thất thiểu bước vào phòng ôm lấy vợ chị nói với anh đừng trách mẹ anh ạ à. là do em tự đi lấy chứ bà không có sai em với lại cũng do mình giấu mẹ mọi chuyện lỗi là do em bà tám đứng lặng lẽ bên ngoài bà đã nghe hết những lời mà chị nói có lẽ bà đã trách sai chị thật rồi lực đón vợ về lại công ty với mình. Anh giận mẹ và không muốn để vợ ở nhà thêm một ngày nào nữa. Bà Tám không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc taxi chở vợ chồng con trai, quất sau hàng tre đầu ngõ. Khi nỗi đau đã nguôi ngoai, chị lại bàn với anh tiếp tục gom góp làm lại quá trình thụ tinh một lần nữa. Vì chị vẫn còn phô dự trữ trong bệnh viện, anh lại tiếp tục công việc hàng ngày, vẫn chăm chỉ cày cuốc kiếm con với chị. Tất cả chỉ vì liềm tin về khả năng 2% có con tự nhiên mà bác sĩ báo cho chị. Thế nhưng chưa kịp tới bệnh viện để cấy phôi thì chị thấy trong người nôn nao khó chịu. Buổi trưa đâu ăn giờ thì chị chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. Bà Hồng nhìn chị lo lắng hỏi, dạo này có hay bị ói như thế không? Chị gật đầu, dạo này chị ăn gì cũng không thấy ngon, lúc nào cũng thiếu ngủ. Bà Hồng bảo chị, mày mua que thử đi, Nhìn máy tao nghi có bầu lắm Chị lửa tin nửa ngờ Mua que về thử thai Nhìn hai vạch đỏ đậm trên que Mà chị không giấu nổi vui mừng Thế nhưng để chắc chắn Chị xin nghỉ một hôm để đi khám Kết quả bác sĩ báo chị đã có thai lúc ngày tin chị vui như muốn nhảy cẫng lên Vậy là một lần nữa Trời vẫn đã nghe được Những câu cầu nguyện của chị Chị định dành cho anh niềm vui bất ngờ Ấy nhưng khi bị báo tin cho người nhà, mẹ của chị lại điện báo tin cho anh biết. Khỏi phải nói anh vui mừng đến cỡ nào. Anh chạy như bay xuống chỗ chị làm, hỏi chị rằng có phải hay không. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh, chị mỉm cười gật đầu. Chị mang thai tự nhiên cho nên thai khỏe lắm. Cái mầm sống nhỏ nhoi ấy ngoan cường, ngoan cường như con người của chị. Cả gia đình hai bên đều vui mừng khi biết tin chị mang thai. Bà Tám dưng dưng thấp lén nhang lên bàn thờ tổ tiên. Cảm ơn trời Phật phù hộ. Cảm ơn ông bà đã thấu hiểu những lời thành tâm của con. Từ ngày Loan bị xảy thai, đêm nào bà Tám cũng ngồi tụng kinh đến gần nửa đêm. Sáng sớm bà lại dậy sớm đọc thêm một lượt. Cứ như thế, không bỏ bữa nào, dẫu có mệt ốm như thế nào. Vậy là ông trời và thần Phật đã chứng giám cho tấm lòng của bà. Bố của chị cũng vui lắm. Tới lỗi bố đi đâu ông cũng khoe, năm nay nhà tôi ăn Tết to. Bà công nhận bố chị làm cái Tết to thật. Bố và mẹ lụi cụi ngồi gói 50 cái bánh trưng với sự phụ giúp của chàng rể. Còn chị ngồi trên ghế xem anh đang loay hoay phụ giúp xếp lá. Tay xoay nhẹ cái bụng đã hơi nhô lên được một tí. Ánh mắt dạ người hạnh phúc. Anh nhất quyết muốn tự mình chăm chỉ những ngày thai nghén. Anh không yên tâm để chị ở với ai cả. Bà tám biết ý, thế nhưng bà không dám nói gì Âu cũng là do bà gây ra cả. Thế là cứ đều đặn tuần nào, bà cũng túi tao túi nhỏ, đóng lại gửi xe lên cho con dâu tầm bồ. Ông Tám nhìn vợ thở dài. Bà gửi nhiều thế, sao mà nó ăn hết? Sao lại không hết? Phải ăn nhiều thì con mới khỏe được chứ. Lực cũng dần tha thứ cho mẹ. Anh thường xuyên gọi điện về cho bà để thông báo tình hình của vợ. Anh chở chị đi khám thai. Khi cái thai được 4 tháng, bác sĩ nói rằng bé giống ba nó lắm. Chị nhìn thằng bé trên màn hình siêu âm của bác sĩ rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Chị định giấu, xem anh có buồn nếu như chị nói cái thai là con gái hay không. Thế nhưng chị quên rằng có được thiên thể nhỏ đã là hạnh phúc đối với anh. Thế mà anh nghe lỏm được chị nói chuyện qua điện thoại với người nhà khi đang đứng chờ anh tới rước. Biết được là con trai, anh cười suốt trên đường trở về. Chị hỏi anh cười gì, anh gãi đầu bảo. Thế là sau này có thằng cô chơi game với bố nó rồi. Chị đánh yêu vào vai anh, cấm tiệt nghe chưa? Chẳng thể là con trai của anh, nghịch như quỷ trong lúc còn nằm trong bụng mẹ. Bà tám lên thăm con dâu cười bảo, y như thằng cha nó ngày xưa, đạp ngay đạp đêm không cho ai ăn ngủ gì được. Lực cười, con không sống bố thì giống ai hở mẹ. Nhiều khi đang nằm trên giường, thằng bé đạp vào bụng mẹ nó mạnh tới nỗi thành bụng gồ lên. Mỗi lần như thế, chị dối rít gọi anh. Anh ơi, xem con đạp em này. Anh cười phớ lớ, mắng yêu thằng bé còn đang mải mê quẫy đạp. Cha anh, quậy vừa thôi cho mẹ anh còn nghỉ chứ. Nói thế chứ anh và chị đều mong mỏi có con chào đời. Dự sinh chỉ còn hai tháng nữa, anh hồi hộp lắm. Cứ lâu lâu lại sốt sáng chờ chị đi khám. Anh chờ chị đến phòng khám, thế nhưng lần này sao chị khám lâu quá? Hay sắp sinh nên phải kiểm tra nhiều thứ? Thấy cũng đã gần trưa, anh chạy ra quán tạp hóa mua cho chị chai nước, để lát chị khám xong có cái uống ngay. Vừa quay lại, anh đã thấy chị ngồi thất thần trên băng ghế dài. Anh chạy lại hỏi vợ, khám xong rồi hả em, mình về kẹo nắng nhé. Nhưng chị không đáp lời, mà chỉ ôm mặt khóc lức lở. Anh hốt hoảng hỏi chị, sao thế em, có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Anh ơi, con mình không còn tim thai. Bác sĩ nói phải lấy con ra gấp, Nghe đến đây anh rụng rời tay chân Mắt anh tối sầm lại Anh ngồi phịch trên ghế thở dốc Đứa con mà vợ chồng anh mong ngóng bao ngày Thế mà lại bỏ vợ chồng anh mà đi Chị ngồi bên vẫn lướt lên từng cơn Anh giật mình nhìn vợ Chị đã già đi nhiều quá Anh thấy thương chị vô cùng Bây giờ anh phải là chỗ dựa vững chắc cho chị tựa vào mới phải Nghĩ vậy anh ôm lấy chị Cố nói giọng bình tĩnh Không sao, không sao đâu em Bệnh tới bệnh viện khám, chắc là nhầm lẫn thôi. Ở bệnh viện máy móc hiện đại hơn nhiều, sẽ không sao đâu. Chiều hôm đó, anh chờ chị gấp lên bệnh viện một lần nữa. Lần đi này, tâm trạng của anh chỉ có sự lo sợ. Lo sợ cho tính mạng của chị, lo sợ cho đứa con trong bụng của chị. Có lẽ anh chỉ đang cố bám víu vào một hy vọng mong manh mơ hồ. Đến nơi, sau khi khám xong, bác sĩ xác định bé đã chết lưu trong bụng mẹ. Anh bàng hoàng, ôm đầu ra ngoài hành lang rơi nước mắt. Anh hưởng tỉnh táo, anh phải tỉnh táo để còn chăm sóc chị. Chị được chuyển nằm vào phòng sức khỏe sinh sản, chờ tới lượt mình được đưa vào phòng mổ. Chị đau, đau lắm, và chị khóc. Anh chỉ biết ôm chị, hôn chị, để xoa dịu đi nỗi đau này. Bé con trong bụng chị đã được đưa ra ngoài. Chị gắng ngồi dậy nhìn con, thế nhưng bác sĩ không cho. Họ lo sợ chị sẽ bị sốc khi nhìn bé. Bé được chuyển đi dưới một tấm khăn trắng. Chị làm đó, nước mắt lăn dài ướt gối. Vĩnh biệt, con trai yêu của mẹ. Về lý do tại sao bé lưu, anh được bác sĩ cho hay, bé bị thắt dây nhau rốn, nên bé không được cung cấp oxy từ mẹ. Anh đau, đau lắm. Con mình phải trải qua một thời gian giành lại sự sống, thế nhưng bất lực. Khi anh xuống nhận con, anh đã chuẩn bị tâm lý Thế nhưng khi người quản phòng thiêu mở tung tấm vải bọc em bé, anh khóc, khóc như mưa. Con của anh đã đầy đủ hình hài, làm im đó với làn da tím tái, bong chóc. Bà Tám biết tin vội cùng với ông Tám tới bệnh viện. Cả hai nhìn anh gầy gò phờ phạc, ngồi thẫn thờ ngoài phòng bệnh của vợ mà không khỏi xót xa. Bà chắp tay liệm Phật, rồi bảo ông Tám làm thủ tục đưa cháu về lò thiêu của nghĩa trang hình hài nhỏ bé được làm yên vị trong một quan tài nhỏ bé xung quanh dài đầy trà và hoa hồng khô mọi người ai cũng trầm mặc khi nhìn ngọn lửa bùng lên bao trùm quan tài có con mình trong đó với đôi mắt ướt đẫm anh thì thầm con yêu cố lên con con chỉ còn trải qua đau đớn lần này nữa thôi bố mẹ cầu mong con sẽ đến nơi bình an ba mẹ mãi mãi yêu con hài cốt của bé được đưa vào chùa gần nhà anh để hàng ngày bé được cầu siêu mau chóng siêu thoát bà tám cũng đều đặn hai ngày một lần qua thắp hương cho cháu ruột có những đêm bà ngồi hàng giờ bên bàn thờ tổ tiên mà nước mắt chảy dài có phải do nghiệp tôi gây ra cho nên giờ cháu tôi mới lần lượt bỏ tôi đi hay không loan xuất viện về nhà với một nỗi buồn chưa thể nào nguôi ngoai trong lòng hai lần mất con có lẽ đã là quá đau đớn với một người đàn bà anh cũng chỉ biết an ủi chị, động viên chị và cũng là động viên chính bản thân mình. Khi chị làm bệnh viện, anh đăng ký nghỉ phép cùng chị vượt qua nỗi đau. Thế nhưng khi về nhà, anh lại xin đi làm để công việc bận rộn làm quên đi ký ức đau thương. Cứ thế, thời gian cũng dần xóa đi ký ức đau buồn ấy. Vết thương trên cơ thể cũng đã lành, thế nhưng có vết thương trong lòng này, át hẳn sẽ khó mà quên được trong suốt cuộc đời của vợ chồng anh chị khỏe lại, chị lại bắt đầu lung lấu mong ước có một đứa con cho riêng mình. anh hiểu điều đó, anh cũng mong muốn điều đó hơn ai hết. thế nhưng anh sợ, một lối sợ vô hình mà một người đàn ông nào đã hai lần chứng kiến những đứa con còn chưa chào đời của mình lần lượt ra đi. anh chị lại quay lại guồng quay của cuộc sống, thỉnh thoảng bắt gặp mấy đứa bé được mẹ bế trên tay, anh lại có chút sững sờ và mong ngóng. hai năm sau ký ức đau buồn kia, một ngày nọ anh chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy chị đi làm về. Anh rớt ruột gọi điện cho chị, hỏi chị đang ở đâu. Anh lo no lắng cho chị. Chị đáp lại lời anh trong một sự im lặng khẽ khàng. "Chờ chút em về, em đang đi khám." "Em mệt hay sao mà lại đi khám? Sao không bảo anh đưa em đi?" "Không, em không mệt. Không mệt mà sao lại đi khám?" Vừa hỏi xong, anh bỗng im bặt, anh ngỡ ngợ nhận ra điều gì đó, tiếng chị vang lên. "Em lại có bầu rồi anh ạ." À? không thể nào kể hết được niềm vui sướng khi anh nghe được tim vui này từ chị. Anh gieo lên như một đứa trẻ, nước mắt của anh lan dài. Lần này nhất định anh sẽ chăm sóc chị thật kỹ, nhất định con sẽ khỏe mạnh mà chào đời. Anh chăm chị, lo cho chị và bắt chị phải được anh trở đi làm hàng ngày. Những việc chăm sóc vợ ngày bụng mang dạ chửa, anh đã thuộc như làm lòng. Đưa vợ đi khám, bóp tay bóp chân cho vợ mỗi tối, anh đều thành thục. Bà Tám nghe tin thì một hai đòi phải vào thăm con dâu bằng được, nếu không loan về đây để bà chăm. Hết cách, lực đành phải đón bà vào ở cùng để chăm cháu. Bà Tám lặng lặng bảo Loan phải ở nhà đến khi đẻ xong, rồi muốn đi đâu làm thì đi. Loan biết bà lo cho chị nên cũng đành nghe theo. Hàng ngày bà đi chợ chọn mua đồ tươi nhất về bồi bổ cho con dâu. Mới mang bầu đến tháng thứ tư mà chị đã tăng vẻo vèo gần 6 ký. Bác sĩ phải khuyên nên ăn bớt chất lại, nếu không sẽ không tốt. Bà nghe vậy lại hì hục thêm thêm bớt bớt, nấu nấu nướng nướng. Lục về thấy mẹ trong vợ chu đáo cũng thấy yên tâm hơn. Hôm cuối cùng đi khám, bác sĩ chỉ định sinh gấp vì thằng bé to quá, sợ không sinh thường được. Sáng ngày mai lên bệnh viện sinh, tối hôm ấy thằng bé đạp mẹ bể ối, làm cho cả nhà hoảng hốt, chờ chị gấp lên bệnh viện trong đêm. Chị sinh khó vì thằng bé lớn quá, còn nhau quấn cổ nữa, đêm phải sinh mổ. Thời gian chờ đợi thông báo chị mổ an toàn là quãng thời gian chờ đợi dài nhất anh từng trải qua. Lúc nhận chị và con trên băng ca đẩy về phòng, thằng bé khóc, tục trà nó, nó đói khóc vang cả phòng. Chị đang đau và mệt sau ca sinh, nhưng khi nghe con khóc, chị cố gắng nghe người cho thằng bé được bố mẹ, được thưởng thức những dòng sữa mẹ ngọt ngào đầu tiên, như chào mừng con yêu đã đến bê mẹ. Thằng bé háo ăn, Ti mẹ nghe chụp chụp, vàng cả căn phòng có đầy những người mẹ khác và con đang nằm nghỉ. Ai cũng ngước nhìn qua chỗ nó, xem bé nào ti mẹ mà ngoan vậy. Nhìn cảnh ấy, anh cười, cười với một dòng nước mắt lang dài. Ngày chị đi sinh, chỉ có anh và mẹ của anh Tháp Tùng, vì mẹ của chị đau bệnh liên miên, sức khỏe yếu nên không chăm được chị. Ngược lại bà Tám thì khỏe lắm, gì chứ mấy cái việc chăm bà đẻ là bà giành lắm bà than thắt nấu nước, giặt khăn lau người cho con dâu, rồi lại tất tả bế thằng cô nên dỗ nó lên khóc. Vừa dỗ bà vừa lựng, thằng chó con của bà giống y như thằng bố mày vậy. Lớn nhanh, bà mua cho đàn gà, bà thịt tha hồ mà ăn con nhá. Chị nằm trên giường nhìn cảnh này bà thấy ấm áp trong lòng. Anh thì vừa gọt mấy quả táo, vừa ngủ gật bên giường vợ. Chả là mấy hôm nay anh tăng ca nhiều, lại thêm phải chăm vợ. Cho nên tiếu ngủ hẳn, mắt thì thâm quầng. Bà Tám quay lại, thấy anh như vậy thì cười, bảo anh về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để bà lo. Anh đưa mắt nhìn vợ thấy chị khẽ gật đầu thì mới đứng dậy về nhà. Mẹ anh trong con dâu khi sinh béo lắm, nói thật anh may mắn thì có bà đi theo, chứ lần đầu làm cha, anh lóng ngóng chả biết làm gì. Được một tuần thì bác sĩ cho xuất viện về nhà. Anh lần đầu được làm cha nên cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm gì. Bé con trên tay cứ sợ làm rơi con. Con khóc vì đói cũng chưa biết pha sữa cho con như thế nào. Nó hấu ăn tim mẹ liên tục. Nhiều khi mẹ hết sữa, nó lại khóc váng cả lên. Cũng mày có bà lội, không thì anh cũng tha hồ khốn đốn với ông trời con. Vậy mà lì lắm, chích ngừa chả khóc bao giờ. Cái gen ấy có lẽ nó kế thừa từ ba nó. Bây nó đi chích ngừa khi nó đang ngủ, nó chỉ khẽ cựa mình khi mũi kim đâm vào đùi. Vậy thôi chả khóc hay la gì. Nó chỉ khóc khi đói, báo hại cho nó nửa đêm, bất kể khi nào nó đói, là phải lồm cồm ngồi dậy pha sữa cho con. Đầu tóc bồ xù, mặt ngái ngủ, thế nhưng nhìn thằng bé ti sữa, anh đều cười, ánh mắt chiều mến nhìn con. Chị đỡ hơn nhiều, vết thương sinh mổ vẫn còn đau nhức, Nhưng chị vẫn cố gắng tập đi dưới sự hỗ đỡ của anh. Chị muốn mau chóng khỏe lại, khỏe lại để được bế thiên thần nhỏ trên tay, được tự tay mình chăm sóc con yêu của mình. Chị xuất viện, xin ba mẹ anh về ngoại để tiện chăm sóc và tĩnh dưỡng. Bố mẹ chị đã già yếu lắm rồi, nên con sinh mà ông bà cũng chẳng đến thăm được. Bà Tám nghe con dâu nói vậy, tuy nhớ cháu nhưng cũng đành phải gật đầu đồng ý. Bà dặn dò chị đủ điều. Về đến nhà, cả nhà như bừng sức sống khi đó một thành viên nhỏ bé, hòa nhập vào gia đình. Ai cũng chăm lực bé, chơi đùa cùng với bé. Nhìn cảnh ấy, anh yên tâm đi làm công việc của anh có thời gian cách quãng anh làm thông một ngày ngày hôm sau nghỉ thế lên ngày nghỉ anh lại hăm hở chạy xe về nhà bố mẹ chị thăm chị chăm con quãng đường dường như ngắn hơn mỗi khi anh nghĩ đến những người quan trọng nhất của mình duy chỉ có một điều mà anh sau này mới được nghe chị nói lại bố của chị để ý khi anh đi làm thằng bé rất ngoan đêm ngủ không quấy khóc nhưng mỗi lần anh về là đêm đó bé ngủ không yên và hay giật mình. Bố khẽ khẳng ra ngoài mái hiên, đốt nhang và khấn. Các cụ thương cháu thì phù hộ cho cháu ăn ngon, ngủ yên, đừng chọc cho cháu quấy khóc. Ấy thế mà thằng bé ngoan thật, không còn quấy khóc đêm nữa. Bố nói rằng các cụ theo anh về thăm cháu, giờ đã đi rồi. Anh nghe bố nói rồi nhìn thằng cu đang ngủ ngon trên tay, nó đang khẽ mỉm cười. Còn được hơn 4 tháng, anh bảo chị bế con về nhà nội cho ông bà, kéo ông bà lại trong. Bà tám ngày nào cũng gọi điện bảo nhớ cháu, chị đồng ý. Về đến nhà, ông bà đã đứng ngoài đường chờ cháu từ sáng sớm. Vừa thấy anh bế thằng cu bước xuống là bà đã vội chạy lại đỡ lấy. Ôi chao, nhớ thằng cu của bà quá, lại cho bà bế đây. Còn ông chỉ nhìn thằng cu con một tí rồi quay sang hỏi chị. Đi đường có mệt không con, vào tắm rửa rồi còn ăn trưa. Mẹ chúng mày nấu nướng cả sáng đấy. Bà bê cháu không rời để chị ăn cơm. Ăn xong thì anh dọn rửa rồi giúp vợ thay quần áo cho con. Ông Tám ngồi bên trên ghế gọi lực. Anh bảo vợ lát nữa xong thì ra đây. Tôi có chuyện quan trọng muốn trao đổi với hai vợ chồng. Anh và chị vội dắt nhau ra. Thằng cô được bà bé cũng đã ngủ say. Ông Tám hắng giọng. Tao với mẹ bay cũng đã bàn bạc với nhau lâu rồi nhà mình cũng chỉ có một mụm con trai là thằng lực nên nguyện vọng của bố mẹ là muốn nó về đây ở cùng với ông bà còn tiện hương khói tổ tiên cũng chẳng thể nào mà làm cái nghề công nhân bấp banh đó mãi được về quê học lấy cái nghề rồi đi làm con ạ à. bà tám cũng tiếp lời giờ cũng đã có con rồi cái phòng trọ thì chật trội quá sao mà ở được thôi thì chúng mày về đây mà ở ông bà già quanh quẩn cũng buồn sau thằng cu nó lớn thì ông bà còn trông giúp cho Chứ chú mày ở trên đó thì ai trông con cho Loan đưa mắt nhìn chồng Chị hiểu lỗi lòng của bậc cha mẹ Chẳng ai muốn sống xa con cái cả Thế nhưng cảnh mẹ chồng làng dâu Khiến chị có chút băn khoăn Những ký ức về những ngày sống ở nhà chồng Bị bà tám đối xử tệ Cũng khiến chị e dè Mặc dù lay bà cũng đã thay đổi nhiều Như đoán được ý con dâu Ông tám nói tiếp Bố mẹ định cắt cho anh chị mảnh đất vườn Để anh chị xây nhà ở riêng Có gì chạy qua chạy lại cho tiện Nghe đến đây Lực bố dối cất lời Việc này bố mẹ để vợ chồng con Bàn bạc lại đã ạ Ừ cứ nghĩ cho kỹ Sau này con cái nó cũng tiện hơn Chiều đó Lực bàn bạc với chị hồi lâu Cuối cùng cả hai quyết định Nghe theo lời ông bà về quê sống Bà Tám thấy con trai đồng ý thì vui lắm Bà mở tủ lấy ra một gói tiền rồi rúi vào tay chị. Cầm lấy còn xây nhà, mẹ biết chúng mày đi làm không có nhiều, chỗ này là tiền ông bà già tiết kiệm được đấy. Chị rưng rưng nước mắt, con cảm ơn mẹ. Anh chị vay mượn thêm cùng với tiền được ông bà cho và tiền tiết kiệm cũng vừa đủ xây một căn nhà nhỏ cạnh nhà bố mẹ. Anh cũng vừa đi làm vừa học việc ở một xưởng hàn xì trên thị trấn. Anh bảo chị, sau này có tiền ấy anh sẽ mở cho em một quán ăn nhé. Chị cười khẽ gật đầu xây nhà anh cũng tham gia trong những ngày anh rảnh rỗi thôi thì đủ thứ việc nào là làm móng đổ cột đổ sàn xây tường việc nào anh cũng làm tắt chị cười động viên anh cố hoàn thành căn nhà của vợ chồng mình ngôi nhà hoàn thành trong niềm vui sướng của gia đình chị người mùi thơm nhà mới anh biết rằng hạnh phúc sẽ đến với gia đình anh một lần nữa ngày về nhà những ngôi nhà khang trang cùng với con trai yêu dấu anh ngỡ ngàng như đang trong một giấc mơ một giấc mơ có thật. Mãi đến sau này, nhìn con trai và chị nằm ngủ say kế bên, anh vẫn chưa tin rằng đây là sự thật. Anh mỉm cười, hôn từng thành viên trong gia đình và nhìn chị mỉm cười trong giấc ngủ, nụ cười mãn nguyện cho những gì đã trải qua. Hy vọng rằng câu chuyện hôm nay đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình, cách đối nhân xử thế. Câu chuyện trong mỗi gia đình là mô hình muôn vẻ Thế nhưng chúng ta chỉ cần đối xử với nhau bằng cả tấm lòng thì cuộc sống sẽ được viên mãn. Hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của các bạn và ý kiến của quý thính giả về câu chuyện ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thanh xuân như một cơn mưa rào mà ai cũng muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa những tình cảm thời còn thơ ngây trong tà áo trắng khiến cho người ta luôn thuần thức mỗi khi nhớ lại tình yêu thời thanh xuân ngây dại luôn tinh khiết và nhẹ nhàng nó không vụ lợi cũng chẳng có một chút toàn tính nó dạy cho chúng ta những rung động đầu đời biết yêu biết thương biết giận hơn và cũng biết cả chút nhớ nhung thế nhưng không phải ai cũng có những kỷ niệm đẹp với mối tình đầu thanh xuân đôi khi nó để lại những vết thương chẳng thể nào nguôi ngoai Tình yêu thời thanh xuân có thể là bước đệm dạy chúng ta trưởng thành hơn trong tình yêu sau này, cũng có thể là bước ngoặt của cuộc đời người. Chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian để nghe câu chuyện thanh xuân của trà, một cô gái đã thay đổi cả cuộc đời với mối tình đầu thời áo trắng của mình. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Vẫn như mọi ngày, trà đến trường vừa kịp giờ chống đánh của lớp. Nhìn trà ai cũng nghĩ cô là công chúa ngậm thìa vàng bởi khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thành tú, mái tóc đen dài, làn da trắng sứ. Nhưng sự thật rằng, mỗi buổi sáng cô thường xuyên phải dậy sớm, phụ mẹ dọn hàng ra chợ bán cho kịp buổi chợ sáng. Gia đình trà làm nghề buôn bán cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Bố cô là công nhân trong xí nghiệp nhỏ ở ngoại ô thành phố, vì vậy ông thường đi từ lúc sáng sớm và về lúc tối mịt. Tuổi thơ của trà trải qua trong vất vả, thiếu thốn, những bữa cơm chỉ có hai mẹ con ăn vội vàng để mẹ còn kịp quẩy hàng ra chợ bán. Là những đêm khi cô đã chìm vào giấc ngủ thì bố mới rời chuyến xe bít muộn nhất về nhà. Trà thích nhất là những ngày mưa lớn hay bão vì lúc đấy mẹ sẽ chẳng phải ra chợ bán hàng, căn nhà sẽ ấm áp hơn khi có mẹ. Mẹ sẽ ngồi ôm cô vào trong lòng rồi cùng chờ bố về. Sau này lớn hơn một chút thì trà mới nhận ra sự lo âu trong mắt của mẹ. Mỗi khi trời đổ mưa to Mẹ sẽ vẫn ngồi ôm cô vào trong lòng Nhưng ngoài tiếng mưa bên hiên nhà Cha còn nghe cả tiếng thở dài khe khẽ của mẹ Vì vậy Cha đã quyết tâm phải học thật giỏi Sau này mẹ sẽ phải lo lắng Mỗi khi phải bỏ mấy buổi trở. Khi cái chân đau nhức có thể yên tâm đi khám Mà không sợ thiếu mất tiền học phí của cha Cô vùi mình vào bài vở Khi cầm lá thư thông báo nhập học Của một ngôi trường Trong những tốt trường chuyên của thành phố Trà đã bật khóc Mẹ và bố cô nhìn nhau ánh mắt rưng rưng Cô biết bố mẹ rất tự hào về cô Trà là cả tương lai và hy vọng của bố mẹ Chương trình học ở trường rất nặng Nhưng Trà vẫn luôn tranh thủ phụ mẹ dọn hàng ra chợ bán Rồi chiều tan lớp sẽ tranh thủ phụ mẹ đẩy hàng về Đến lớp cô sẽ chú tâm học tập để tiết kiệm thời gian Vì vậy Trà rất ít nói với bạn bè những cuộc vui sau giờ tan lớp sẽ luôn vắng mặt cô. Các bạn trong lớp luôn rất tò mò về trà. Trà học giỏi lại xinh đẹp nên có rất nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ là không thể tránh khỏi. Thế nhưng trà luôn phất lờ. Đối với cô học hành mới chính là ưu tiên hàng đầu. Vòng tròn bạn bè của trà ở lớp chỉ có hai người. Đó là Trâm và Duyên. Hai cô bạn ngồi cùng bàn thường hay trò chuyện về chuyện trên lớp và bài vở. Ngoài ra còn có thương, cô bạn từ thuở bé ở cạnh nhà. Thường là cô gái xinh xắn, gia cảnh cũng tốt hơn trà. Bố mẹ Thương đều là cán bộ nhà nước, cuộc sống của Thương là những tháng ngày hạnh phúc và sung sướng, trái ngược với sự vất vả của trà. Thế nhưng, hai cô bé này lại chơi rất thân với nhau. Thường thường tặng trà những cái bánh kẹp hay cho trà chơi chung những món quà mà bố mẹ Thương mỗi lần đi công tác ra về mua cho cô ấy. Còn búp bê duy nhất mà trà có cũng chính là do thương tặng sinh nhật khi cô lên 7 tuổi. Cha rất nâng niu và trân trọng món quà này. Cô vẫn để nguyên nó trong hộp bóng kính mà không dám mang ra chơi. Sau này rất nhiều lần sửa nhà rồi chuyển đi nhưng con búp bê vẫn luôn được mang theo và đặt ở một vị trí dễ thấy nhất trong nhà. Đến cấp 3, cha học khác trường với thương. Thương học một trường top 2 thành phố. Thế nhưng, hai cô bé vẫn chơi với nhau rất thân. Chủ nhật, Thường thường sang nhà trà để hỏi bài Hai cô bé nằm bò ra sàn Cùng nhau nói chuyện liếu díu Chỉ có khi bên cạnh thương Thì trà mới nói nhiều Cười nhiều đến vậy Hôm nay sau khi phụ mẹ dọn hàng Trà lại hối hả chạy đến trường Tiết đầu tiên là tiết kiểm tra Nên không thể đi muộn được Trà chạy mồ hôi ướt chán Hôm nay mẹ bị đau chân Nên chỉ có mình cô đem hàng ra bán cho mẹ Chỉ còn có 5 phút nữa Là chuông báo vào lớp Sợ là không kịp mất thôi Mãi suy nghĩ Cha không để ý Đoạn dây ai đã làm rơi trên đường Cô ngã nhào xuống đất Đầu gối rước một vết lớn Cha đứng dậy Chán cau lại vì đau Cô tập tĩnh bước tiếp Có lẽ sẽ muộn giờ mất Bài kiểm tra rất quan trọng Nhưng với cái chân đau như thế này Thì cũng không thể đi nhanh hơn Đầu óc trà đang dối bời Bỗng cô nghe có tiếng ai bên cạnh Lên xe đi Tôi chở đi cho nhanh nè Sắp vào lớp rồi đấy Trà giật mình nhìn sang Một cậu bạn với mái tóc được cắt ngắn Trông rất nghịch ngợm Đang mỉm cười với cô Trà nhìn một lượt Chiếc xe đạp màu đen Đến chiếc quần hộp bụi bặm Rồi tới cái ba lầu cũ xì của cậu bạn Mặt hơi lưỡng lử Cậu bạn lúc này lại dục Nhanh lên đi Không là tôi đi trước đấy Trà nghĩ đến bài kiểm tra liền vội vàng leo lên xe Cậu bạn cười khoái chí lắm Miệng liên thoáng Tớ tên là Nam Thế đằng ấy tên gì Chà Chà nhìn cậu quen lắm Hình như tôi có gặp cậu ở đâu rồi thì phải Mà cậu học lớp nào Truyền anh A1 Chà đáp cọc lốc Rồi lơ đãng nhìn sang bên đường Cậu bạn vẫn liên thoáng Mày hôm nay tôi đi học đấy nhé Mà cậu bị ngã à Nãy ở đằng xa tôi có nhìn thấy Thế cậu có sao không? Trà còn chưa kịp đáp thì đã tới nơi. Cô nhảy xuống xe, chui tọt vào cổng, chẳng cảm ơn cậu bạn lấy một tiếng. Tàn lớp, trả lại vội vàng ra về cho kịp phụ mẹ dọn hàng. Bây giờ, vết thương lúc sáng đã dừng húp lên, khiến cô bước đi tập tĩnh trên đường. Tiếng huyết sáo lại khiến trà giật mình. Nam dừng xe trước mặt cô, miệng cười toe toét. Cậu chìa một túi bồng bằng ở trước mặt trà, cho cậu đấy Tôi biết ngay cậu bị thương Mà không để ý mà trà cúi mặt đi qua Nam trà không muốn nói chuyện với người lạ một chút nào Nam ngạc nhiên mất một lúc Rồi lại đuổi theo trà Miệng vẫn liếng thoáng Chân của cậu bị đau kia kìa Lên đi tôi trở về cho Trà vẫn im lặng tập tễnh bước tiếp Nam chắn ngay trước mặt cô Rất nghiêm túc Cậu cứng đầu thật đấy Đi như vậy đến tối mới về đến nơi mất Nghe cha bỗng dừng lại Cô không thể để mẹ tự dọn hàng được Chân mẹ còn đang bị đau Vì vậy cô lầm lũi leo lên xe của Nam Nam cười khoái chí Nhưng cậu phải rửa vết thương đi chứ Để vậy nó sẽ có sẹo đấy Con gái có sẹo thì xấu lắm Cha vẫn im lặng không nói gì Bỗng cô thấy cậu bạn này Nói nhiều một chút cũng được Vì cậu ấy nói cũng không khó chịu chút nào Cha chỉ đường cho Nam đi vào chợ Nam rất ngạc nhiên. Sao cậu không vào siêu thị mà mua đồ? Ở chợ người ta chen lấn ghê lắm, chân cậu còn đang bị đau nữa kìa. Tôi không đi mua đồ. Chứ sao lại vào đây? Mẹ tôi bán hàng ở chợ này. Nam à lên một tiếng. Nam là người bạn thứ hai sau thương, biết việc mẹ cha bán hàng ở chợ. Không phải là cha muốn giấu, mà đơn giản chỉ là vì cô chẳng chơi với ai cả chà thầm nghĩ chắc nam bất ngờ lắm chắc cậu ta đang thầm coi thường mình đây nhưng chà chưa bao giờ xấu hổ với công việc của mẹ mình bà đã tần tảo nuôi cô khôn lớn nhờ sạp chợ nhỏ này chà chào nam rồi vội vàng bước vào chợ cô không quên cảm ơn nam đã cho đi nhờ xe nam lúc này dưới vào tay cô bịch bông băng rồi đạp xe đi mất chà thở dài nhìn bịch bông băng ở trong tay có vẻ cô đã nghĩ quá nhiều rồi Ngày hôm sau đang loay hoay phụ mẹ bê hàng xuống sạp Thì Nam đến Cậu dựng xe gọn gàng Rồi sắn tay áo phụ bê hàng xuống Cha cũng chỉ biết đứng im ngạc nhiên Còn mẹ cha cười hiền hậu nói với Nam Cháu là bạn của cha đấy à Ngoài thương ra Lâu lắm rồi Bác mới được gặp thêm bạn của cha đấy Dạ cháu là bạn cùng trường của cha ạ à? Ồ Cháu đến gọi trà đi học Là quý lắm rồi lại còn phụ bác thế này nữa Thật ngại quá Không sao đâu bác Mấy việc này Cháu là con trai Làm một xíu là xong ấy mà Nam cười tít mắt trả lời mẹ cha Hai người trò chuyện Vừa thoăn thoát bán hàng Chỉ một chốc đã xong Nam lại đeo trà tới trường Tôi không nghĩ là cậu lại vào sạp hàng của mẹ tôi Tôi khỏe lắm Bê vác hàng ngày còn được Chút hoa quả nhằm nhò gì đâu Ý tôi không phải chuyện đó trừ chuyện gì nữa Tôi không cần cậu trả công đâu Nam nói xong liền cất tiếng cười giòn tan Vậy là từ hôm đấy Cha có thêm một người bạn Cứ sáng sớm Nam lại đến phụ mẹ cha Cô cũng vì vậy mà Có thể thong thả đến trường Chứ không phải vội vàng chạy cho kịp giờ nữa Sau này cô mới phát hiện Nam là học sinh cá biệt Cậu thường xuyên bỏ học và đội sổ Từ ngày đi học với trà thì cậu bạn lại chăm học đi hơn. Và Trà và Nam trở thành bạn bè của nhau từ ngày đó. Nam luôn là người có mặt mỗi khi Trà cần giúp đỡ. Cậu bạn lo lắng mua đồ ăn sáng cho Trà. Cười khoái chí mỗi khi Trà hậu đậu bị ngã. Tình bạn của họ lớn lên từng ngày. Và ngày càng khăng khít hơn. Trà bắt đầu mở lòng và chia sẻ nhiều hơn với Nam. Buổi chiều sau khi dọn hàng xong, Nam lại chở Trà đi lòng vòng thành phố. Tà áo dài trắng thướt tha trầm gió. Họ ăn kem rồi đi dạo bờ hồ Có khi lại nằm sóng xoài ra thảm cỏ công viên Để nhìn ngắm mặt trời lặn Đối với trà Cậu bạn này dường như đã lôi cô ra khỏi Những tẻ nhạt của cuộc sống Vẽ nên những màu sắc khác Trên quãng đời học sinh của mình Nhưng với trà Nam chỉ là một người bạn không hơn Không kém trong lòng cô Bởi trong lòng cô, cô đã có người mình thích Đạt là cậu bạn Rất nổi bật ở trong lớp trà Vẻ ngoài đẹp trai với thành tích học tập vô cùng ấn tượng không chỉ có vậy đạt còn rất hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ các bạn khác trong một lần cha bị các bạn trong lớp lên án vì từ chối tham gia văn nghệ việc tham gia văn nghệ chiếm rất nhiều thời gian mỗi khi tàn lớp lại phải ở lại để luyện tập thời điểm đó mẹ cha đang phải điều trị bệnh thoái hóa khớp nên cô phải về sớm phụ mẹ dọn dẹp rồi đưa mẹ đi tái khám bởi vậy cô nhất quyết từ chối các bạn trong lớp cho rằng Trà quá kiêu căng và không hòa đồng nên mới viện lý do không tham gia được để từ chối. Một số bạn vì ghen tị với trà nên cũng nhân cơ hội này mà lên tiếng bài xích cô. Lớp đấy, Đạt đã đứng ra giải vây cho trà. Vì Đạt chính là nam thần của cả khối cho nên những lời cậu ta nói luôn là những lời vàng ngọc đối với các bạn nữ. Nhờ Đạt nên không ai nói gì trà chuyện này nữa. Trà cũng vì thế mà để ý đến Đạt dần dần trà phát hiện ra đạt có rất nhiều những sở thích giống với mình đạt nhẹ nhàng điềm tĩnh cậu thích đọc sách nghe nhạc trữ tình và chơi đàn piano lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau là trong thư viện trường trà đang giải đề thi đạt đặt cuốn sách trước mặt cô và xin ngồi chung nhìn xung quanh các bạn khác đã kín chỗ cho nên trà đồng ý từ hôm đấy lúc nào đạt cũng đến ngồi cùng học chung với trà Đạt chỉ cho trà những bài tập khó, cô không biết và cho cô mượn sách để đọc. Không biết từ bao giờ, trái tim trà đã rung động. Những rung động đầu đời ấy thật ngây thơ, ngọt ngào. Đêm đến, trà không thể nào không nhớ lại những cử chỉ nhẹ nhàng mà tinh tế của Đạt. Giọng nói nhẹ nhàng kiên nhẫn khi chỉ bài cho cô. Trái tim của cô bỗng rộn ràng, hai má đỏ bừng. Tình cảm của trà dành cho Đạt ngày càng lớn hơn. Cô đem chuyện này ngượng ngùng kể cho Nam nghe. Nghe xong cậu bạn im lặng nhắm mắt lại. Nam tựa hồ như có một mầm xanh đang cựa mình ngồi lên trong lòng của cậu, vừa bị ai đó dẫm nát. Đúng vậy, Nam thích trà. Cậu thích trà từ rất lâu rồi. Khi cậu định trốn học để đi chơi, bỗng bắt gặp trà đang ngồi lim dim nghe nhạc ở ghế đá sau sân thể dục. Khuôn mặt xinh rắn an tĩnh như một thiên thần. Kể từ hôm đó, chá đã khiến nam không thể rời mắt cậu chăm chỉ đi học chỉ là để nhìn thấy trà tất cả đi qua lớp mỗi khi tan mái tóc dài bay trong gió cha không hề biết rằng mỗi khi tan lớp nam đều theo cô đến tận cổng chờ việc mẹ trà bán hàng trong chợ nam cũng đã biết từ lâu rồi cô cậu cũng rất ngạc nhiên khi cha nói về mẹ mình một cách không giấu diếm bởi vậy nam lại càng thích cô gái bé nhỏ này hơn Nhìn trà lấm lem mỗi khi dọn hàng xong Mà Nam không khỏi đau lòng Cậu muốn đến giúp cô Nhưng lại sợ cô từ chối Bởi suy cho cùng cậu và cô không hề quen biết Hôm trà bị ngã Nam đã vội vàng đạp xe đến thật nhanh Từ đó Mà thành công trở thành bạn của cô Nhìn đôi mắt long lanh Khi trà kể về cậu bạn có tên Đạt Mà Nam không khỏi đau lòng Cậu không biết nên từ bỏ Hay nói rõ cho trà biết tình cảm của chính mình Nam lưỡng lửa rồi nói sao chả không nói cho đạt biết chả thích đạt đi ấy không được đâu chả ấp úng khuôn mặt đỏ bừng nam nhìn chả ngẩn ngơ không được làm người yêu thì nam sẽ là người luôn đứng sau để chả có thể dựa vào tình cảm cứ ngày một lớn dần chả quyết định sẽ tỏ tình với đạt sau khi thi tốt học kỳ xong sau khi nói chuyện này với nam thì chả thấy sắc mặt của nam có gì đó hơi khác chồng cô cậu rất buồn sau đó mấy hôm, trà cũng thấy Nam đến. Cô nghĩ chắc có lẽ Nam có việc nên không tới. Tình yêu trong trà choáng hết tâm trí, khiến cô không nghĩ ngợi điều gì nhiều. Mấy tuần sau kỳ thi học kỳ, trà lại gặp Thương. Dạo này Thương được bố mẹ đăng ký cho rất nhiều lớp học thêm, cho nên Chủ nhật Thương hầu như không có qua nhà trà. Hai cô gái lâu ngày gặp nhau, tíu tiết trò chuyện. Thương bảo có thể học xong cấp 3, cô sẽ đi du học vài năm. Bố mẹ cô đã vạch ra lộ trình sẵn cho thương Cô chỉ việc học và làm theo Chả cảm thấy hơi buồn khi nghĩ đến việc Sẽ không gặp thương trong thời gian dài Trà cũng kể cho thương nghe Về câu chuyện với cậu bạn cùng lớp Thương rất vui mừng và háo hức Muốn gặp được người đã khiến cô bạn khô khan của mình Biết rung động Trước khi ra về Thương gửi trà tấm thiệp mời sinh nhật Cậu nhất định phải đến đấy Tớ sẽ cho cậu gặp mặt một người Rất đặc biệt với tớ Chả gật đầu chắc nịch Được, nhất định tớ sẽ đến mà Tối chủ nhật hôm ấy Cha mặc chiếc váy màu xanh nhạt Được bố tặng sinh nhật năm ngoái Chiếc váy ngang gối đơn giản Với chiếc cổ đính một hàng cường lấp lánh Nhưng lại sinh ra Như để dành cho trà Cô đẹp một cách thanh khiết Trong chiếc váy màu nhạt Với mái tóc đen nhánh xõa dài Chà bước vào bữa tiệc sinh nhật Như một làn gió mát lạnh Ai cũng nhìn cô không rời thường chạy ra đón bạn chiếc váy hồng xòe rộng như công chúa khiến thương lại càng thêm xinh xắn thường dẫn trà vào nhà rồi bảo cô ngồi đợi một lát cô nháy mắt tinh nghịch trà đang thờ thần đứng một mình thì nghe tiếng thương gọi với tới trà ơi lại đây cô mỉm cười bước nhanh đến chỗ bạn nhưng cô bỗng khựng lại thường đang khoác tay một cậu trai dáng người cao giáo với khuôn mặt đẹp trai thanh tú cậu bạn ấy trà cũng hơi bất ngờ khuôn mặt có chút cứng đờ. Thường vẫn không nhận ra biểu cảm kỳ lạ của trà, liền vui vẻ nói. Đây là Đạt, thanh mai trúc mã của tớ đấy. Bọn tớ đang yêu nhau đấy. Trà nghe như có tiếng rét đánh bên tai. Là người yêu sao? Chẳng phải Đạt cũng là người cô thầm thương trộm nhớ ư? Tại sao người cô yêu lại là người yêu của bạn thân nhất của cô chứ? Trà khẽ run lên, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên tái lại. Đạt bối rối một chút rồi đỡ lời cha là bạn cùng lớp với anh bọn anh biết nhau mà thế thì tốt quá anh phải chăm sóc tốt cho cậu ấy giúp em đấy nhìn vậy chứ cậu ấy hậu đậu lắm lại chẳng giỏi kết bạn đạt nhìn thương cười dịu dàng anh biết rồi mà nhìn hai người hạnh phúc bên nhau cha không biết nên vui hay nên buồn nữa trần cô dường như đứng không vững trong đầu nảy ra hàng ngàn câu hỏi vì sao vì sao đạt có người yêu rồi mà vẫn còn quan tâm và tinh tế với cô như vậy Hay với ai cậu ấy cũng như thế Và trong chuyện này chỉ mỗi trà đang tự ảo tưởng về chính mình ư Càng nghĩ lòng cô lại càng dối bời Cô xin phép về sớm vì thấy không được khỏe Thường rất lo lắng Còn cẩn thận dặn dò trà dáng nghỉ ngơi cho khỏe Về đến nhà Trà chỉ biết chui vào trong chăn khóc một mình Vậy là tình yêu đầu đời của cô kết thúc nhanh như vậy sao? Từ hôm sinh nhật Chả luôn tìm cách để né tránh đạt Cô không học ở thư viện nữa Mà chuyển ra sân sau bóng rổ học Tuy hơi ồn một chút nhưng không sao Trên lớp cô lại lầm lũi đi về một mình Bỗng chốc cuộc sống của cô Lại quay về như trước Với một màu sắc tẻ nhạt Nam vẫn không thấy đâu Đạt có hẹn trà Cùng nhóm học mấy lần Nhưng cô thường lờ đi Có lẽ Đạt cũng thầm hiểu ý của trà Cho nên cậu không hỏi chuyện cô nữa Mấy ngày sau Nam xuất hiện, Chồng cô cậu gầy đi nhiều, trà cũng nói chuyện của mình cho Nam nghe và hỏi xem bấy đầu nay cậu đi đâu mà không báo cho cô một câu. Nghe trà nói rằng sẽ không thích đạt nữa, trong cậu lại nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng. Cậu nói với trà, gia đình mình có việc bận nên cậu không thể đi học được, phải nghỉ học mấy hôm. Trà tò mò nhìn Nam, cậu chưa bao giờ kể về câu chuyện của mình cho cô nghe, cậu chỉ luôn im lặng lắng nghe cô nói. Cô bỗng chợt nhận ra mình không hề hay biết gì về Nam cả. Khi cô hỏi chuyện về mình thì Nam chỉ lờ đi và nói sang chuyện khác. Nhưng rồi trà cũng dần nguôi ngoai, cô vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho cuộc thi lên đại học của mình. Ước mơ trở thành một giảng viên đại học xuất sắc chính là động lực cho cô mỗi ngày. Thường đến chơi và thông báo sẽ đi du học ở Đức trong 4 năm, cả hai ôm nhau nghẹn ngào. Từ nhỏ đến lớn chỉ mỗi thương là luôn bên cạnh thấu hiểu và yêu thương cô như một người bạn, như một người em gái nhỏ. Sau này trả đậu vào ngôi trường đại học mà cô Hằng ao ước, và thật trùng hợp, Đạt và Nam cũng cùng học cùng thành phố với cô. Vài tháng sau trả nhận được tin nhắn của Đạt, cậu hẹn cô đi cà phê để nói chuyện, chuyện liên quan đến thương. Mặc dù không muốn đi, nhưng vì là chuyện liên quan đến thương, cho nên trả gật đầu đồng ý. Đạt mặc một chiếc áo sơ mi màu be ngồi bên cửa sổ, ánh nắng dịu dàng buông xuống hàng mi dài của cậu nhìn từ xa như một bức tranh ai vẽ khéo cha ngần người hồi lâu đạt đang đưa mắt lờ đãng nhìn xung quanh thì bắt gặp trà đang đứng nhìn mình từ phía xa xa cậu mỉm cười rồi giơ tay vẫy cô trà giật mình ngại ngùng chỉ biết cuối mặt bước nhanh đến đạt gọi một ly ca cao nóng cho trà cậu vẫn nhớ đồ uống mà cô thích nhất như đến đây trong lòng cô lại bỗng xôn xao kỳ lạ Chả tự nhắc nhở bản thân rằng Đạt là người yêu của thương Cô bạn thân nhất của mình Cô ép mình không được rung động thêm lần nào nữa Chả nhỏ giọng nói Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì Hôm nay tôi còn có tiết học Cậu nói nhanh được không Đạt không lấy làm bất ngờ Trước thái độ lạnh lùng của trà Cậu vẫn ăn cần đáp Phải hôm nữa là sinh nhật của thương Cậu và thương là bạn thân từ nhỏ Tôi muốn chúng ta cùng tạo bất ngờ cho cô ấy Có được không Chà ngạc nhiên sao cô có thể quên sinh nhật của thương được chứ dạo đây mình mải mê với bài vở và việc làm thêm quá thảo nào hôm trước gọi cho mình thường có vẻ mất hứng cậu suy nghĩ một lát rồi đáp chị hai chúng ta e là không tiền cậu yên tâm tôi đã liên hệ với vài người bạn nữa của thương rồi vậy thì được cậu muốn làm gì tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ ở nhà tôi chúng ta sẽ gọi cho thương Quà tôi sẽ gửi cho cô ấy sau. Tại sao lại là nhà cậu? Tôi nghĩ như vậy sẽ tiện hơn mà. Vậy cũng được. Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép về trước. Tôi sẽ gửi địa chỉ sau cho cậu nhé. Chà chào Đạt rồi đứng dậy ra về. Cô không thể ngồi thêm chút nào nữa. Sự chu đáo của Đạt dành cho thương khiến cô có chút ghen tỉ. Cô hiểu điều đó là không nên chút nào. Nhưng con tim mà làm sao có thể bảo không thích là không thích liền được chứ huống hồ đạt còn là người đầu tiên mà cô yêu chủ nhật hôm ấy cha đến nhà đạt nhà đạt nằm ở một căn chung cư sang trọng ngay trung tâm thành phố giờ cha mới biết gia đình đạt cũng là gia đình có điều kiện giá một căn chung cư ở đây không hề rẻ chút nào hôm nay cha mặc chiếc áo dơ mi đơn giản có họa tiết bèo nhún ở phần cánh tay trông cô thật kiêu kỳ và xinh đẹp đạt cười thật tươi đón cô ở cửa một vài người bạn cũng đã đến Cô ngại ngùng chào mọi người Rồi cùng nhau trang trí và nấu nướng Cho kịp giờ Thường bên kia đi học về Bóng bay, đèn nến và hoa Được trang trí vô cùng lung linh ấm áp Thường cười rất tươi bên kia màn hình Cô rơi những giọt nước mắt hạnh phúc Cảm ơn người mình yêu Trà thầm chúc phúc cho đôi bạn trẻ Họ thật sự đẹp đôi Trở về khuya Các bạn lần lượt xin về trước vì có việc bận Nhìn đống lộn xộn trong nhà Chả lại không nữa lòng bỏ về Cô lại lúi húi Phụ Đạt lau dọn Dọn xong thì cũng đã muộn Đạt cười vui vẻ dù cô ở lại uống với cậu chút bia rồi về Dù gì hôm nay Hai người cũng đã vất vả nhiều lắm rồi Chả lưỡng lự đôi chút Rồi cũng đồng ý Đã rót cho cô một cốc bia mát lạnh Cậu tâm sờ Cũng lâu lắm rồi Tôi mới gặp được một cô gái Khiến tôi muốn che chở như cậu Chả tròn mắt uống một ngụm bia lớn rồi im lặng không nói gì. Thấy chả bối rối như vậy, Đạt bật cười. Cậu chồng rất gai góc, nhưng thật ra lại rất yếu đuối. Từ hồi lớp 10, tôi đã thấy cậu đứng nép sau cánh cửa, rụt rè không dám bước vào. Cậu còn luôn lén khóc, sau khi bị các bạn lên án vì không tham gia các hoạt động của lớp. Sao cậu không nói lý do cho bọn họ biết? Thì ra đã đã quan sát cô lâu như vậy. Vậy mà, mãi đến năm lớp 12, cô mới chú ý tới cậu Chà lại uống một ngụm bia nói lý nhí tôi thấy không cần thiết không cần thiết hay cậu không dám nói tôi mỗi lần bối rối chả lại uống một ngụm bia mặt cô đỏ bừng bia lạnh làm cô thấy dễ chịu đôi chút đạt nhìn cô đôi lông mi dài chớp chớp tôi nghĩ chúng ta đã là bạn tốt nhưng sau đó sao cậu lại né tránh tôi chả im lặng không đáp Cô biết nói gì bây giờ đây? Vì cô không muốn mình thích cậu nhiều hơn à, hay cô không muốn tình bạn giữa cô và thương có một vết nứt dù chỉ là nhỏ xíu." Đặt uống hết lon bia, giọng buồn buồn. "Tôi thật sự đã rất buồn đấy, cậu thật sự rất đáng yêu." Chả cảm thấy người lâng lâng, cô không biết uống bia, nên chắc có lẽ cô đã say, mà khi say thì ai có thể giấu được cảm xúc chân thật của mình chứ? Cô nhẹ giọng vì tôi thích cậu Thấy cậu khi cậu cười Khi cậu học bài Thấy cả khi cậu ân cần quan tâm tôi Thấy cả mùi lá bạc hà trên áo cậu Đạt tròn xoe mắt nhìn trà Cậu bật cười khẽ khẽ Vậy nên cậu tránh mặt tôi hả? Đạt nằm dài ra ghế sofa Mắt nhắm nghiền Bây giờ trông cậu đẹp đẽ như một bức tượng Khuôn mặt thanh tố dịu dàng Mái tóc bồng bềnh màu cà phê rủ xuống vần trán. Chả nhìn cậu đến ngơ ngẩn trong lúc vô thức, cô tiến lại gần, muốn nhìn rõ cậu hơn một chút, hình ảnh này cô muốn thu giữ mãi trong tim. Bất chợt đạt mở mắt, hai mắt nhìn nhau. Chà giật bắn mình, cô vội vã lùi lại. Trong giây phút bối rối, trà uống từ ngụm bia lớn, bia nhỏ rơi xuống ướt hết áo đang mặc. Đạt nhìn cô ngây ngốc, cậu cũng mở nắp và uống cùng cô. Hai người cứ im lặng rồi thi nhau uống cho đến khi chẳng còn lon nào. Thì cả hai cũng đã say khướt. Trả loạn Choạng đứng dậy xin phép ra về. Cô đi được hai bước là đã ngã vật ra sàn. Đạt bế cô vào trong phòng, cậu định để cô nghỉ trên giường còn mình thì ngủ sofa. Nhưng chiếc áo ướt đẫm của trà dính chặt vào người, khiến những gì sắc xuân cứ lấp ló ẩn hiện. Thế rồi trong một giây phút không kìm lòng được, cơn say lấn át lý trí, đã đã làm những gì mà bản năng điều khiển. Sáng sớm trả thức dậy, đầu đau như búa bổ, Cô Bàng Hoàng nhận ra căn phòng có chút xa lạ, còn trên người cô không một mảnh vải che thân. Bên cạnh là đạt đang say giấc. Vậy tối qua hai người đã làm gì cơ chứ? Mặc vội quần áo trả lau nhanh ra đường, về phòng, cô sợ hãi cuộn mình ngồi một góc, đôi mắt giáo hoảnh vô thức bấm số gọi cho Nam. "Nam à, cậu có thể nghe tới nói được chứ?" "Sao thế? Hôm nay mới sáng sớm đã nhớ tới người anh em này cơ à?" Không phải, nhưng tớ chẳng biết phải làm sao cả, Nam ơi. Nam nhận ra giọng trà có chút gì đó rất là Cậu nghiêm giọng hỏi lại. Cậu đang ở đâu? Tớ ở phòng... phòng tớ. Tôi đến ngay, cậu ngồi yên đấy. Tắt điện thoại, trà bỗng nghĩ đến thương. Nếu mà cậu ấy biết được chuyện này thì sao đây? Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình. Sao mình không về luôn? Sao mình lại đồng ý uống bia chứ? Sao mình lại uống nhiều như thế cơ chứ? sao mình có thể làm điều đó với người yêu của bạn thân nhất của mình mình đúng là đồ tồi tệ thật mà càng nghĩ chả lại càng không thể tha thứ cho bản thân mình nam bước xuống căn phòng tối tăm chả đang cuộn mình ngồi trong góc mái tóc dối bời bộ quần áo sọc sạch nồng nặc mùi bia cậu chạy lại áp tay lên mặt của cô chả thấy nam giống như con chim nhỏ trong cơn sông tố tìm được đường trở về nhà cô ôm chầm lấy cậu òa à, khóc nức nở cô nói trong tiếng nấc mình là một người bạn tôi mình không xứng đáng được đối xử tốt nam mà mình biết phải nói gì với thương đây nam ôm chặt cô rồi vỗ về trái tim cậu đau nhói có cảm giác như ai đó đang sắp muối vào trái tim cậu vậy nam cảm thấy nghẹt thở vô cùng hãy nói cho mình là ai đã làm cậu khóc cha nức nở kể lại mọi chuyện cho nam nghe nam ngồi đó im lặng lắng nghe đầu cậu dường như muốn nổ tung cậu nghiến răng thằng chó đó chứ, tớ sẽ giết nó khốn nạn thấy Nam toàn đứng dậy trà ôm lấy cậu lắc đầu ngoài ngoài tớ xin cậu đây tớ không muốn ai biết chuyện này cậu chỉ cần ở đây với tớ thêm một lát nữa thôi Nam thở dài ngồi ăn ủi trà, lòng cậu như có hàng ngàn con kiến lửa đang chạy quanh kể từ hôm đấy cha chặn mọi liên lạc với Đạt cô muốn chuyện xảy ra hôm ấy chỉ là một giấc chiêm bao là bí mật mà chỉ ba người biết thôi thế nhưng ông trời ít khi chiều lòng người chà có thai hai vạch đỏ trói lọi trên que thử thai. gần như khiến cô ngã quỷ cô nằm trên giường hai ngày liền chẳng thiết tha gì ăn uống sao ông trời lại khéo trêu đùa cô như vậy chứ bây giờ cô biết phải làm thế nào đây cô mới chỉ là một cô sinh viên năm thứ nhất chưa có gì trong tay thì lấy gì mà nuôi con còn Đạt, anh có nên biết về sự có mặt của giọt máu này hay không? Đến ngày thứ ba, lúc cô sắp lả đi vì kiệt sức thì Nam đến. Cậu tìm cô mấy ngày nay nhưng không thấy cô tới trường. Nam biết có chuyện gì đó không hay xảy ra nên đã chạy tới tìm cô. Cậu bế sốc cô vào bệnh viện rồi cậu lại bạng hoàng khi nghe tin cô có thai. Nam gần như là suy sụp. Tại sao người cậu yêu cứ ngày càng rời xa vòng tay của cậu? Trà tỉnh lại trên giường bệnh Thấy Nam lặng lẽ ngồi bên cạnh Cô biết Cậu đã biết về sự hiện diện của đứa bé trong bụng Nam cúi đầu nói nhỏ Sao cậu không nói cho tớ biết Tớ Thế hắn biết chưa Trà cúi đầu không nói gì Nam thở dài Cậu đứng dậy bước nhanh ra cửa Cậu biết với tính cách của trà Cô sẽ chọn sinh đứa bé ra Rồi tự nuôi dạy con Nhưng cậu không thể trơ mát nhìn người mình yêu không có nổi một danh phận nam hẹn gặp đạt hai chàng trai ngồi đối diện nhau chàng trai mặc áo sơ mi màu xám cho có vẻ ngoài thư sinh và điềm đạm với gương mặt thanh tú còn chàng trai còn lại mặc chiếc áo phông rộng màu trắng với sợi dây chuyền lớn mái tóc khối cua cùng vẻ trai phong trần cả hai nhìn nhau hồi lâu nam cất tiến trước chà có thai rồi giọng nói đều đều thẳng thắn không vòng vo nhưng sức nặng của nó thì khiến cho chàng trai còn lại phải hơi giật mình, tưởng như có một cơn thắt nhẹ cuộn vào trong ruột gan. đôi mắt đèn lấy bỗng tối sầm lại. năm phút trôi qua như cả thế kỷ. đạt hơi ngả người nhìn thẳng vào mắt nam. tôi sẽ cưới cô ấy. được. nói xong nam đứng dậy đi thẳng ra cửa để lại đạt ngồi đó im lặng với hàng ngàn suy nghĩ. vậy là đám cưới của trà và đạt diễn ra nhanh chóng ngày sau đó và chẳng có ai chúc phúc cho họ. Bố mẹ trà như chết lặng khi nghe tin cô có bầu và cưới gấp. Bố mẹ Đạt đã đuổi anh ra khỏi nhà bởi trong lòng của họ thương mới chính là cô con dâu duy nhất của gia đình. Mà suy cho cùng thì gia đình của trà không hề môn đăng hộ đối với gia đình họ. Một đứa con gái được sinh ra và lăn lộn ngoài chợ thì làm sao xứng với con trai của một gia tộc có một công ty lớn lâu đời giống như nhà họ chứ. Bạn bè ai cũng xì xào bàn tán Thường đã chặn mọi liên lạc với Đạt và Trà Trà biết chắc là Thường sẽ đau đớn lắm Nhưng Đạt đã quỳ xuống cầu xin cô lấy anh Bố mẹ đã khóc ngất khi nghe cô tin báo Cô định làm mẹ đơn thân Vậy nên cô đã đồng ý cưới Đạt Đám cưới nhỏ với vài người tham dự Không khí ngột ngạt đến vô cùng Nam lặng lẽ nhìn người mình yêu Mặc chiếc váy cưới trắng tinh Cầm bó hoa cưới Sánh bước bên người đàn ông khác đến lễ đường Trái tim Nam như bị ai đó bóp nghẹt Nếu cậu tỏ tình với cô sớm hơn Thì người đi bên cạnh cô lúc này Liệu có phải là cậu Người cậu yêu nhất Bây giờ đã thật sự rời xa cậu Cắt chiếc nhẫn vào sâu trong túi áo Nam bước đến chúc phúc cho trà Cô cười gượng nhìn cậu Sau đám cưới Trà dọn vào ở trong biệt thự nhà đạt Sống trong sự chỉ chiết Và khinh miệt của nhà chồng Trà về làm dâu Mẹ chồng lập tức cho nghỉ việc hết người làm dẫu bỏ bí nhưng mọi việc trong nhà cha đều phải làm thế nhưng vẫn luôn phải nghe những lời chửi bới đầy điếng của mẹ chồng đạt liên tục học ở thành phố cũ cuối tuần anh mới về được để thăm vợ con mỗi khi đạt về mẹ chồng lại thay đổi hẳn thái độ với cô bà ngọt ngào đon đà cha biết thần biết phận chẳng dám than trách gì mẹ chồng cô biết cô bị như vậy là hoàn toàn xứng đáng cha bảo lưu kết quả học tập đạt hứa sau khi cô sinh xong sẽ để cô tiếp tục đến trường. Đạt đối với cô rất nhẹ nhàng và chiều chuộng. Mỗi tuần Đạt về thăm nhà, lại thấy vợ ngày càng gầy gò xanh xao. Nhưng hỏi thì cô không nói, anh cũng đành thôi. Tuần này Đạt vừa về, mẹ chồng đã vội gọi anh vào phòng riêng thì thầm to nhỏ. Đạt đi ra với khuôn mặt có chút mệt mỏi. Chả đã bầu đến tuần thứ năm. Bụng của cô bắt đầu to hơn, đi đứng cũng vất vả hơn trước. Nhưng việc nhà thì vẫn nhiều như vậy, Tháng này Đạt không về Anh nói có việc của công ty Nên bận giải quyết Anh phải ra nước ngoài thay bố Đạt vẫn thường đi như vậy Cha cũng đã dần quen Chỉ có điều lần này anh đi tận một tháng Đồng nghĩa với việc Những ngày chủ nhật thành thơi của cô không còn nữa Sáng chủ nhật Đang nấu đồ ăn sáng thì mẹ chồng đi xuống Thấy cô bà hừ lạnh rồi cao giọng Dọn dẹp xong Thì đi siêu thị mua đồ Trưa nay tôi muốn ăn canh chua Dạ thưa mẹ Con vẫn còn ngén Đến nấu canh chua con sợ không hợp ý mẹ à Nghe cha nói bà quắc mắt nhìn cô Giọng chua ngoa Cô nấu cho tôi ăn Hay nấu cho cô Mà ngén với chả không ngửi được Nhà này không có cái ngữ ăn không ngồi rồi nha Cái ngữ giật chồng của bạn Thì ăn gì mà chả được Có ăn đã là may mắn lắm rồi đấy Thưa mẹ Con Im mồm Mà đi nhanh lên Mới sáng sớm thấy mặt cô tôi đã ngứa cả mắt rồi. Cái phường chợ búa thì có đắp lên bao nhiêu thứ vẫn không chai được cái mùi tanh hôi bẩn tuổi được đâu. Chà nghẹn ngào mà chẳng dám nói gì nữa. Cô ngoan ngoãn xách túi đi chờ. Đang lựa rau củ cô nghe có tiếng ai gọi. Chà, có phải Trà không? Duyên phải không? Mình nè, cậu có bầu rồi à? Chúc mừng nhé. Là Duyên, có bạn cùng bàn hồi cấp 3. Duyên nhìn cái bụng đã lùm lùm của trà mà cười tít mát. Hai cô bạn gặp lại nhau vừa mừng vừa tủi. Duyên đang là nghiên cứu sinh ở Đức. Đang trò chuyện, Duyên bỗng như sực nhớ điều gì. Cô hỏi trà. Trà có nhớ đạt lớp mình không? Trà giật bắn mình lắp bắp. Mình nhớ... À, sao vậy? Duyên cười toe lục điện thoại, miệng cũng liến thoáng. Hôm bữa trước khi về nước, tớ vừa được chụp chung với cậu ấy đấy. Cậu ấy vẫn đẹp trai như xưa Có điều có chủ rồi Cậu ấy còn học chung lớp nghiên cứu với tớ nữa đấy Đây cậu xem Mắt trà nhòe đi Trong hình là Đạt Đang nắm tay Thương cười rạng rỡ Duyên vẫn nói không ngừng Cậu ấy tên là Thương bằng tuổi mình đấy Nghe nói họ là Thanh Mai Trúc Mã Đã bên cạnh nhau mấy năm nay Nay bảo vệ khóa luận Cho nên đặt sang tận đây để cổ vũ người yêu Đúng là ngưỡng mộ thật nha Chà vội vàng xin lỗi Duyên rồi bỏ đi Duyên ngờ ngác không hiểu chuyện gì Chà trốn vào nhà vệ sinh công cộng Mà khóc nghẹn ngào Thì ra Đạt vẫn còn rất yêu thương Điều đó có lẽ chả biết Nhưng cô đã vỡ quên đi Nhưng tại sao anh lại phải nói dối cô rằng Anh đi công tác thay bố Trái tim của trà như bị ai bóp nghẹt Cô khóc không thành tiếng Vậy ra những quan tâm dịu dàng Mà anh dành cho cô Thật sự cũng chỉ là giả dối Người cô yêu thật sự mãi mãi chẳng thuộc về cô Trà trở về nhà khi trời đã về chiều Đôi mắt cô sừng hốp Vừa về đến nhà Cô đã nghe tiếng mẹ chồng quát mắng Cô định để cho bà già này chết đói có phải không Thứ còn dâu độc ác Đúng là cái phường rắn độc Cô đừng có tưởng cô có thai Được gà vào nhà này Thì tha hồ mà ăn sung mặc sướng Muốn làm gì thì làm nhé Cái loại cháo trở, quần phản phúc Mẹ chồng vẫn chửi cô như mọi ngày nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy nặng nề quá Trà ngỡ ngác Trái tim cô dỉ máu Nụ cười và cái nắm tay thật chặt của Đạt Và thương cứ xoáy sâu vào tâm trí cô Trà vô thức bước lên lầu Cô muốn ngủ một giấc thật say Để quên hết đi mọi chuyện Mẹ chồng thấy Trà không đáp thì tức giận Bà đuổi theo cô Mồm vẫn không ngừng chửi bới Bà đứng chặn trước mặt Trà Bố mẹ cô không biết dạy cô đúng không Còn không biết mở mồm ra nói à Chả đưa đôi mắt vô hồn nhìn mẹ chồng Cô định bước tiếp Thì mẹ chồng với khuôn mặt đỏ lừ vì tức giận Đưa tay ra đẩy vào vai cô Chả giống như một cành cây khô héo đổ gục Cô lăn mấy bậc rồi nằm sấp ra sàn Máu tươi lênh láng Thấm ướt chiếc váy màu tím nhạt Mẹ chồng thấy vậy thì mặt cắt không còn giọt máu Bà run rẩy gọi cấp cứu Trong phòng cấp cứu Chả nằm đó mắt nhắm nghiền Miệng chụp ống thở Tay cắm kim truyền Xung quanh đã đủ các loại máy móc Ở bên ngoài mẹ cô khóc không ngừng từng cơn Bố cô ngồi đỡ mẹ cô đôi mắt đỏ ngầu Còn mẹ chồng run rẩy đứng đó Nếu chả có mệnh hệ gì Có lẽ bà ta sẽ khó sống nổi Đạt đáp máy bay chạy thẳng vào bệnh viện Đúng lúc chả đang được đẩy ra Khuôn mặt cô tái nhợt hốc hác Bác sĩ thông báo Mẹ còn nhưng đứa con không giữ được Mọi người dường như ngã quỷ Không khí đông đặc lại khó thở đến kỳ lạ mẹ cha ngất đi trên tay của bố cô các bác sĩ phải đưa bà vào phòng chăm sóc đặc biệt đạt nắm lấy vai của mẹ hỏi dồn rốt cộp đã xảy ra chuyện gì hả mẹ 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 chỉ là lỡ tay đẩy nhẹ nó mẹ không biết nó lại ngã mẹ chỉ vô ý một chút thôi bà run rẩy trả lời đạt nhìn mẹ chua rót mẹ giết cháu nội của mẹ rồi đấy mẹ giết con trai con rồi Đạt gào lên trong tuyệt vọng Mặc cho mẹ mình ngã bệt xuống đất Đôi mắt run rẩy không ngừng Cha tỉnh lại sau hai ngày hôn mê Cô biết con của mình không còn nữa Lòng của cô quặn thắt từng cơn Lòng cô dường như đã chết Nhưng khuôn mặt lại bình thản như không có chuyện gì Đạt ngồi ở bên giường Nhẹ nhàng nắm tay vợ Trả thù tay lại cô điểm tĩnh nói Chúng ta ly dị đi Còn đã không còn Xem như chúng ta cũng đã hết nợ Đạt bàng hoàng Anh đứng phát dậy nắm lấy đôi vai gầy của cô Em nói gì thế Con không còn Thì sau này mình sẽ có đứa khác Em đừng suy nghĩ bi quan như thế Cha nhìn sâu vào đôi mắt của anh Cô nói chậm từng chữ Chuyện anh qua Đức gặp thương Em biết hết cả rồi Giọng của cô nhẹ nhàng Nhưng lại giống như mũi tên sắc bén Găm vào trái tim của Đạt Anh bàng hoàng buông tay ra Cha nói tiếp Ngày từ đầu anh đã không yêu em Việc em có bầu Anh cưới em là do em đã sai Bây giờ chúng ta ly dị đi Xem như không ai nợ ai Đặt quỷ xuống Nắm chặt lấy tay cô Chuyện này là do mẹ anh muốn Anh đã từ chối Nhưng mẹ hứa nếu anh chịu sang dự lễ tốt nghiệp của thương Thì mẹ sẽ yêu thương em Đây xem như là mong ước cuối cùng của mẹ Để bù đắp cho thương thôi À Vậy ra là vì em à Trà hỏi với giọng mỉa mai Đã định nói gì thêm Nhưng đã bị một cánh tay rắn chắc Nắm lấy cổ áo của mình Nam đã nghe hết mọi chuyện Anh cầm phẫn Chỉ muốn băm đạt ra hàng ngàn mảnh Anh nhìn đạt Mắt vằn lên những tia máu Cố ra xa khỏi cô ấy đi Mày không xứng Đạt nhìn Nam Anh biết bây giờ anh có nói gì Cũng chỉ là một tên khốn nạn trong mắt trà mà thôi Đạt bước ra khỏi phòng bệnh Nam đứng đó nhìn trà, trà lại nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài cửa sổ lá vàng đã bắt đầu rơi, mùa thu đã đến mang theo linh hồn của đứa bé trong bụng của cô. Một đứa bé bé bỏng đã về với cõi vĩnh hằng. Trà và đạt ly hôn, cô tiếp tục theo học chương trình đại học, Nam vẫn đưa đón cô mỗi ngày. Anh chăm sóc lo lắng cho cô từng chút một. Bố trà đã nghỉ hưu, hàng ngày ông phụ vợ buôn bán ở chợ. Lâu lâu Nam lại ghé chơi phụ mấy việc lặt vặt trong nhà Bố mẹ trà rất quý cậu Đạt và Thương không đến với nhau Anh thấy bố tiếp quản công ty Còn Thương Sau khi nghe tin trà bị xảy thai Cô đã quyết định sẽ không về nước Mà xin định cư hẳn ở nước ngoài Thì thoảng Đạt lại đến trường Muốn gặp trà để xin lỗi Nhưng có đều từ chối Có lẽ trà đang muốn trừng phạt anh chăng hay có chăng cô chỉ đang cố tự bảo vệ cho mình Khỏi những vết thương mà anh đã gây ra cho cô Hôm nay là một ngày mùa xuân Cũng là ngày mà cha nhận được quyết định bổ nhiệm Làm giảng viên của trường đại học mà cô đang theo học Cha báo tin cho Nam Anh hào hứng muốn dẫn cô đi ăn mừng Cha liền đồng ý ngay Dưới ánh đèn nến của một nhà hàng nhỏ Nam mặc chiếc áo sơ mi trắng Trông vô cùng trưỡng trạc Anh hồi hộp chờ trả đến Chiếc hộp đựng nhẫn được anh giữ gìn bao lâu được anh mở ra xem lại cả trăm lần. Chiếc nhẫn màu trắng bạc đính một viên kim cương nhỏ tỏa ánh sáng lấp lánh, được đặt cẩn thận trong chiếc hộp nhung màu xinh đẹp. Trà khẽ gọi tên Nam, một cô gái với mái tóc dài, cài một bông lan trắng với chiếc váy trắng bằng lụa, khoe đôi vai trần nõn nà của trà. Nam ngơ ngác hồi lâu. Nam tỏ tình với trà dưới ánh nến nhẹ nhàng. Cô gật đầu đồng ý. Thật ra, trà cũng đã nhận ra tình cảm của Nam ngày cậu vì cô mà thức đến đỏ hoe mát ngủ gật ở trên giường bệnh nếu đấy chả đã biết ai sẽ là người đàn ông của cuộc đời mình họ cùng nắm tay nhau nhìn lên bầu trời đầy sao trải qua bao đắng cay trông gai của cuộc đời rồi những trái tim yêu nhau sẽ tìm được nhau